Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2581, một cái vượt thời đại cạm bẫy. Thần Nguyên giới, bên trong giới phía Tây. Nơi này là một mảnh to lớn hồ nước màu xanh lam. Bên trong hồ nước nước sông có một phần được xông hướng trên bầu trời, hoàn toàn không có yếu rớt xuống ý tứ. Ở mảnh này hồ nước màu xanh lam bên trong có một loại lực lượng quỷ dị đang lưu động. Chung quanh hồ tụ họp từng cái người tu luyện, mảnh hồ nước này chính là Vĩnh Hằng Hà Vực rồi. Tại Vĩnh Hằng Hà Vực bên phải bên bờ, đứng đấy một cái bề ngoài bình thường thanh niên cùng một cái mặt mũi nhăn nheo lão đầu. Bọn hắn chính là Diệp Thần Phong cùng Thẩm Tu Ngày. Đang nhìn đến Vĩnh Hằng Hà Vực có mở ra xu thế sau, Diệp Thần Phong đưa ra muốn tới Vĩnh Hằng Hà Vực một chuyến, những người còn lại tự nhiên là không có phản đối, nhiều như vậy người cùng đi Vĩnh Hằng Hà Vực. Có thể nói là nhiều người tay tạp. Bây giờ hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới diện tích là phi thường bao la rồi, Diệp Thần Phong đem người nhà họ Thẩm toàn bộ đưa vào bên trong tiểu thế giới. Hắn chuyên môn tại bên trong tiểu thế giới khai thác ngoại trừ một vùng không gian đi ra, đầy đủ những người này tại bên trong vùng không gian này hoạt động. Dù sao không thể không có tâm phòng bị người, trong trầm ra có nhiều người như vậy, ai biết có hay không giáp tâm hại người người. Cho nên, tại mở ra một vùng không gian sau đó bọn hắn chỉ có thể tại đây phương trong không gian hoạt động. Liền ngay cả Thẩm Tu Biển mấy người cũng toàn bộ được lưu tại bên trong tiểu thế giới. Diệp Thần Phong chỉ làm cho thần đế cảnh hậu kỳ Thẩm Tu Thiên cùng theo một lúc, hắn và Thẩm gia sự tình khẳng định được khuếch tán ra ngoài, tuy nói có thể dịch dung, nhưng đến lúc đó nếu như tiết lộ thân phận, nhiều như thế người không kịp rời đi. Dịch dung về sau Diệp Thần Phong cùng Thẩm Tu Thiên. Hai người bọn họ đều thu liếm khí thế. Diệp Thần Phong khí tức trên người chấn động tại thiên thần cảnh hậu kỳ tầng 7, mà Thẩm Tu Thiên khí thế trên người tại thần đế cảnh trung kỳ. Hai người bọn họ đi tới Vĩnh Hằng Hà Vực có một hồi thời gian, chỉ thấy lục tục không ngừng có người tu luyện chạy tới nơi này, phàm là chạy tới nơi này người tu luyện, bọn hắn thẳng đến Vĩnh Hằng Hà Vực bên trong. Căn cứ thực lực không giống, có thể từ Vĩnh Hằng Hà Vực bên trong lấy ra nhất định Vĩnh Hằng Chi Thủy. Thực lực càng mạnh người, lấy ra Vĩnh Hằng Chi Thủy càng nhiều. Nhưng mỗi người chỉ có thể chiếm lấy một lần Vĩnh Hằng Chi Thủy. Này Vĩnh Hằng Hà Vực cực kỳ kỳ quái, người tu luyện tuy nói có thể chiếm lấy Vĩnh Hằng Chi Thủy. Nhưng thân thể của bọn họ không tiến vào được Vĩnh Hằng Hà Vực dưới đáy, chỉ có thể đứng ở Vĩnh Hằng Hà Vực trên mặt hồ. Này Vĩnh Hằng Hà Vực căn bản sẽ không khiến người ta chìm xuống, coi như là thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, muốn lợi dụng thực lực nhảy vào Vĩnh Hằng Hà Vực dưới đáy. Điều này cũng là không thể nào làm được. Những kia đi tới Vĩnh Hằng Hà Vực chung quanh người tu luyện, bọn hắn toàn bộ đứng ở Vĩnh Hằng Hà Vực trên mặt hồ, thu lấy lượng nhất định Vĩnh Hằng Chi Thủy. Có một ít người tu luyện tại nhiếp thủ Vĩnh Hằng Chi Thủy sau. Bọn hắn trực tiếp bắt đầu uống lên. Có một ít người tu luyện trên người vừa vặn có thương thế, chỉ thấy bọn họ đem Vĩnh Hằng Chi Thủy tích đã rơi vào trên vết thương, nguyên bản máu thịt be bét vết thương. Lại đang dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Xem ra này Vĩnh Hằng Hà Vực quả nhiên là danh bất hư truyền, có một ít người tu luyện tại chiếm lấy một phần Vĩnh Hằng Chi Thủy sau, hắn không có lựa chọn chính mình dùng, mà là đi tới Vĩnh Hằng Hà Vực bên bờ. Tại bên bờ chuyên môn có thu mua Vĩnh Hằng Chi Thủy người, đối với tán tu tới nói, dùng nơi này Vĩnh Hằng Chi Thủy có thể vì bọn hắn đổi lấy một bút không ít thu nhập. Diệp Thần Phong quan sát một lúc sau, thân ảnh của hắn hướng về Vĩnh Hằng Hà Vực đạp không mà đi. Thẩm Tu Thiên theo sát ở phía sau hắn. Vĩnh Hằng Hà Vực đã từng mở ra nhiều lần như vậy, chỉ là làm đáng tiếc Thẩm Tu Thiên lúc trước một lần cũng không có đã tiến vào Vĩnh Hằng Hà Vực dưới đáy. Đứng ở Vĩnh Hằng Hà Vực trên mặt hồ sau đó Diệp Thần Phong cũng nhiếp thủ lượng nhất định Vĩnh Hằng Chi Thủy. Một bên Thẩm Tu Thiên cho Diệp Thần Phong truyền âm ân công. Vĩnh Hằng Chi Thủy xác thực có nó diệu dụng. Ngài không ngại đem các loại Vĩnh Hằng Chi Thủy bảo tồn lại, có lẽ về sau sẽ dùng đến đấy. Diệp Thần Phong gật gật đầu, hắn cảm ứng trong bàn tay chiếm lấy Vĩnh Hằng Chi Thủy, khởi điểm hắn cũng không có cảm giác đến cái gì. Nhưng tại hắn muốn thử hấp thu năng lượng trong đó lúc, sau lưng của hắn Long tộc tộc trưởng dấu ấn bỗng nhiên vận chuyển, hắn được tinh không chi thạch thay thế trái tim, cũng bắt đầu sinh ra một loại cực kỳ bất quy tắc nhảy lên. Từ từ. Thông qua Long tộc tộc trưởng dấu ấn cùng tinh không chi thạch, Diệp Thần Phong cảm thấy này Vĩnh Hằng Chi Thủy bên trong không đúng.
hắn cảm giác được này vĩnh hằng chi thủy bên trong có một tia tia nhược không thể nhận ra ý thức tồn tại. Nếu như người tu luyện uống này vĩnh hằng chi thủy, một cái tia ý thức nhất định sẽ chảy vào thân thể của bọn họ bên trong. Cho dù không uống những này vĩnh hằng chi thủy, dùng lúc nào tới khép lại vết thương trên người, trong đó từng tia một ý thức cũng sẽ thông qua vết thương chảy vào người tu luyện trong cơ thể. Tại đây từng tia một ý thức lưu vào người tu luyện trong cơ thể sau. E sợ sẽ ở kỳ thân thể bên trong cắm rễ, hơn nữa này từng tia một ý thức, bình thường người tu luyện căn bản không phát hiện được, thậm chí là thần đế cảnh đỉnh phong cường giả cũng rất khó phát hiện. Diệp Thần Phong bởi vì là có Long tộc tộc trưởng dấu ấn cùng tinh không chi thạch, hắn mới phát hiện này vĩnh hằng chi thủy không đúng. Hắn để Thẩm Tu Thiên chiếm lấy sống mãi chi thủy cho hắn cảm giác một cái. Tại cảm giác được Thẩm Tu Thiên chiếm lấy vĩnh hằng chi thủy bên trong cũng có tồn tại từng tia một ý thức sau. Diệp Thần Phong có thể khẳng định này vĩnh hằng hà vực bên trong hết thảy vĩnh hằng chi thủy trong, toàn bộ tồn tại từng tia một ý thức, hơn nữa những này ý thức cũng đều là đến từ chính cùng một người. Này từng tia một ý thức nhìn như phi thường yếu, nhưng tiến vào người tu luyện trong cơ thể sau đó không thể nghi ngờ là một viên không biết lúc nào sẽ nổ tung bom. Tại đây vĩnh hằng hà vực vĩnh hằng chi thủy bên trong vì sao lại có một tia tia ý thức tồn tại? Này ý thức là tới từ ở của người nào? Đọc truyện vớ. Y Diệp Thần Phong đối với Thẩm Tu Thiên truyền âm nói, này vĩnh hằng hà vực mở ra, e sợ thượng giới người cũng sẽ đi tới nơi này chứ? Thẩm Tu Thiên hồi đáp, ân công, ngài có chỗ không biết, tại vĩnh hằng hà vực mới vừa mở ra đầu mấy lần, không ngừng có nhóm lớn thượng giới cường giả chạy tới nơi này. Liền ngay cả Hà gia cũng là sẽ đến. Bất quá, sau đó không biết tại sao thượng giới bắt đầu đối vĩnh hằng hà vực không thấy hứng thú, từ từ chỉ có một bộ phận rất nhỏ thượng giới người tu luyện, bọn hắn sẽ ở vĩnh hằng hà vực mở ra thời điểm tới nơi này. Diệp Thần Phong lặng lẽ gật gật đầu, xem ra thượng giới người có thể là biết vĩnh hằng hà vực có vấn đề. Chẳng lẽ nói này vĩnh hằng chi thủy bên trong ý thức đến từ chính vĩnh hằng đại đế? Này vĩnh hằng hà vực chỉ là một cái âm mưu, là một cái vượt thời đại cạm bẫy. Chẳng lẽ nói vĩnh hằng đại đế thật không có chết, chỉ là rơi vào hôn mê bên trong. Nếu quả như thật là như vậy lời nói, như vậy đợi được vĩnh hằng đại đế thức tỉnh, những kia đã từng dùng qua vĩnh hằng chi thủy người, e sợ toàn bộ sẽ biến thành vĩnh hằng đại đế con rối. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong là càng ngày càng hoảng sợ, trước đó Thẩm Tu Thiên cũng từng nói với hắn rồi. Đã từng được tuyển chọn tiến vào vĩnh hằng hà vực bên trong người tu luyện, có thể sống sót mà đi ra ngoài ít ỏi không có mấy. Mà những kia phàm là sống sót mà đi ra ngoài người tu luyện, thực lực đều sẽ có tăng lên cực lớn, đây mới là thúc đẩy bên trong giới người đối vĩnh hằng hà vực chen chúc nguyên nhân. Mặc kệ nơi này đến cùng có tồn tại hay không âm mưu cùng cạm bẫy. Diệp Thần Phong đều dự định yếu tìm tòi hư thực rồi. Chương 2582, mở ra, được tuyển chọn. Này vĩnh hằng chi thủy bên trong có gì đó quái lạ, hấp thu đối với chúng ta không có lợi. Diệp Thần Phong đối với Thẩm Tu Thiên truyền âm nói. Thẩm Tu Thiên không có hỏi nhiều cái gì, trong lòng hắn bản năng tin tưởng Diệp Thần Phong, hắn tạm thời đem chiếm lấy vĩnh hằng chi thủy cất đi. Hai người bọn họ rời khỏi vĩnh hằng hà vực trên mặt hồ, bây giờ vĩnh hằng hà vực xuất hiện, khoảng cách vĩnh hằng hà vực mở ra. Hẳn là còn có một quãng thời gian. Trở về bên bờ Diệp Thần Phong, tại lâm vào ngắn ngủi trầm tư sau đó ánh mắt của hắn nhìn quét chu vi, bí ẩn cảm ứng chu vi không ngừng chạy tới người tu luyện, bây giờ ở chính giữa giới xảy ra như vậy động tĩnh, theo lý tới nói, lão Bạch cùng lão Hắc cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Nhưng Diệp Thần Phong căn bản không cảm giác được lão Bạch cùng lão Hắc khí tức, dù sao bây giờ là chờ đợi vĩnh hằng hà vực mở ra, hắn tỉ mỉ cảm ứng lui tới người tu luyện. Thời gian vội vã. Hai ngày lóe lên liền qua. Diệp Thần Phong cùng Thẩm Tu Thiên nhất thẳng không hề rời đi qua vĩnh hằng hà vực bên bờ. Có thể nói toàn bộ vĩnh hằng hà vực chung quanh là người ta tấp nập được rồi. Hầu như mỗi một phút mỗi một giây đều có người tu luyện chạy tới nơi này. Đáng tiếc Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối không có phát hiện lão Bạch cùng lão Hắc thân ảnh. Mà trải qua cái này hai ngày, vĩnh hằng hà vực cũng bắt đầu càng phát không bình tĩnh rồi. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ nổi lên từng đợt gợn sóng, Diệp Thần Phong nhìn qua hướng lên bầu trời nước sông, bỗng nhiên trong lúc đó, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía bên phải của chính mình, chỉ thấy một trắng một đen hai bóng người tiến vào trong tầm mắt của hắn, tuy nói này hai bóng người tướng mạo làm xa lạ,
nhưng bọn hắn khí tức trên người không thể quen thuộc hơn nữa. Diệp Thần Phong có thể khẳng định hai người kia chính là Lão Bạch cùng Lão Hắc, chỉ là bọn hắn hai cái cũng tạm thời cải biến tướng mạo mà thôi. Lập tức hướng về hai người kia truyền âm. Khi nghe đến Diệp Thần Phong truyền âm sau, một cái trắng cùng một hắc hai bóng người, ánh mắt của bọn họ như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, hai người bọn họ liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh. Diệp Thần Phong trước đó đối bên cạnh Thẩm Tu Thiên nhắc nhở qua rồi, cho nên đối với hai người này đến, hắn không có bất kỳ động tác. Tiểu gia hỏa, năng lực nhận biết rất bén nhạy, xem ra tu vi của ngươi có tăng lên. Lão Bạch Ngô Phong dỗi dành cho Diệp Thần Phong truyền âm nói. Tiểu tử, không nên giấu giấu giếm giếm rồi, nói một chút đi. Ngươi tu vi bây giờ tại cái gì tầng thứ? Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng truyền âm nói. Diệp Thần Phong tự nhiên cũng là dùng truyền âm phương thức trả lời hai người bọn họ, so với hai người các ngươi nhược một bậc, ta hiện nay tu vi tại thần đế cảnh sơ kỳ. Nghe vậy, Lão Bạch cùng Lão Hắc là thật lâu không nói, tuy rằng bọn hắn cũng biết Diệp Thần Phong đột phá thực lực tốc độ nhất định là thật nhanh, nhưng hai người bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần Phong cũng đến thần đế cảnh sơ kỳ rồi, nếu không phải lần này bọn hắn đi tới thần nguyên giới sau, gặp một điểm kỳ ngộ, thực lực đột phá đến thần đế cảnh trung kỳ, bọn hắn thực lực bây giờ muốn cùng Diệp Thần Phong giống nhau. Quan trọng nhất là bọn hắn đối Diệp Thần Phong biết gốc biết rễ. Phải biết Diệp Thần Phong là bao nhiêu tuổi mới bước lên con đường tu luyện. Là tính tính thượng từng ở thế tục giới tu luyện linh hồn lực, hắn cũng chừng 20 tuổi bước lên con đường tu luyện được rồi, hắn tổng cộng tu luyện thời gian bao lâu. Bây giờ liền có thần đế cảnh sơ kỳ thực lực, có thể nói chuyện này quả thật là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngươi tên tiểu tử này, hai chúng ta làm sư phụ đều suýt chút nữa được ngươi đã vượt qua, như vậy ta còn thế nào có mặt làm sư phụ của ngươi? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cười khổ nói. Tiểu tử, ngươi cũng nhìn thấy Hà Gia ban bố lệnh truy nã đi nha. Chúng ta vốn cho là muốn tới thượng giới mới sẽ cùng ngươi gặp phải, không nghĩ tới ở chính giữa giới chúng ta liền gặp nhau. Hà Gia không nghĩ tới phát triển đến trình độ này, bọn hắn ban bố lệnh truy nã, tại thần nguyên giới có nhỏ vô cùng nhưng tác dụng. Xem ra Hà không thắng là không kịp đợi yếu diệt trừ chúng ta, tựu như cùng đồn đãi như vậy. Bây giờ Hà không thắng hẳn là tại thần đế cảnh đỉnh phong, thậm chí là tiếp cận sống mãi tồn tại. Tên khốn này lại có thể trở thành vùng thế giới này bá chủ, hắn có tư cách gì? Năm đó chỉ là cùng sau lưng chúng ta người yếu mà thôi. Ta cùng Lão Bạch không có năm đó hăng hái rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên trong lòng liên tục thở dài, Hà gia đối với bọn hắn hôm nay tới nói là quái vật khổng lồ rồi, mà đã từng bị bọn hắn bỏ rơi rất xa Hà không thắng. Hiện tại chuyển tay ngón tay đều có thể bóp chết bọn hắn, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sẽ có tâm tình. Diệp Thần Phong rời đi đề tài, hắn đối Lão Bạch cùng Lão Gia Vĩnh Hằng Hà vực bên trong quái lạ. Khi nghe đến Diệp Thần Phong tự thuật sau, hai người bọn họ là không nghi ngờ gì, nhìn về phía Vĩnh Hằng Hà vực ánh mắt cũng tràn đầy hứng thú nồng hậu. Lại một thiên qua đi. Hướng lên bầu trời nước hồ lại vào rơi xuống Vĩnh Hằng Hà vực bên trong. Nguyên bản nổi lên gợn sóng mặt hồ cũng dẹp loạn đi xuống, chỉ là có một tầng hào quang màu xanh lam không ngừng từ Vĩnh Hằng Hà vực bên trong lao ra. Những kia thấy cảnh này người tu luyện, bọn hắn toàn bộ hướng về Vĩnh Hằng Hà vực áp sát. Trước đó Thẩm Tu Thiên cũng đã nói, tại Vĩnh Hằng Hà vực yếu mở ra thời điểm. Tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên gió êm sóng lặng, chỉ là một tầng ánh sáng màu lam hội từ Vĩnh Hằng Hà vực bên trong tản ra. Bây giờ này gió êm sóng lặng cảnh tượng, chuyện này ý nghĩa là Vĩnh Hằng Hà vực mở ra. Phàm là muốn đi vào Vĩnh Hằng Hà vực bên trong, nhất định phải đem máu tươi của mình nhỏ vào trong hồ nước, chỉ có chiếm được Vĩnh Hằng Hà vực tán thành, mới có thể tiến vào bên trong. Tại Vĩnh Hằng Hà vực bình tĩnh mở ra sau. Không ngừng có người tu luyện cắt ra bàn tay của chính mình, đem tiên huyết nhỏ vào Vĩnh Hằng Hà vực bên trong. Nếu như là được người được chọn. Lập tức sẽ bị ánh sáng màu lam bao phủ, theo hậu tiến nhập Vĩnh Hằng Hà vực bên trong. Theo rất nhiều người tu luyện hướng về Vĩnh Hằng Hà vực bên trong nhỏ vào tiên huyết, chỉ có thật rất ít người tu luyện mới sẽ được Vĩnh Hằng Hà vực tuyển chọn. Thời gian rời đổi. Ở đây người tu luyện phát hiện một chuyện, lần này phàm là được người được chọn, hầu như toàn bộ là bên trong giới trẻ tuổi bên trong thiên tài, lúc trước nhưng không phải như vậy,
cũng sẽ có một ít tông môn lão tổ hoặc là trưởng lão hội được tuyển chọn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lần này không chỉ có Vĩnh Hằng Hà vực sớm mở ra, liền ngay cả tuyển người cũng biến thành như thế kỳ quái. Lão Bạch, Lão Hắc cùng Thẩm Tu Thiên quả nhiên cũng không có được tuyển chọn, tại Diệp Thần Phong dự định cũng thanh máu tươi của mình nhỏ vào Vĩnh Hằng Hà vực bên trong thời điểm. Lão Bạch nhắc nhở, tiểu gia hỏa, tiến vào bên trong sau, tất cả hành sự cẩn thận, lấy lúc trước quy luật đến xem, người nhất định sẽ được tuyển chọn, nói không chắc nơi đây lại là ngươi một cái cơ duyên. Bất nhập hổ, huyệt, làm sao bắt được cọp con? Tiểu tử, nơi này khẳng định cùng Vĩnh Hằng Đại Đế có quan hệ, căn cứ lời ngươi nói, này Vĩnh Hằng Đại Đế cũng không phải một cái tốt đồ vật, hắn ở nơi này cơ quan toán tẫn, nói không chắc sẽ vì ngươi tiểu tử làm áo cưới. Lão Hắc Giang Vân Thiên vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai. Diệp Thần Phong đem máu tươi của mình thích nhập Vĩnh Hằng Hà vực bên trong, chỉ là trong nháy mắt, nhất cổ so với những người khác càng thêm rực rỡ ánh sáng màu lam bắt hắn cho bao phủ lại rồi. Hắn là trong nháy mắt biến mất ở Vĩnh Hằng Hà vực bên bờ. Chương 2583, bị xem thành quả hồng mềm. Được ánh sáng màu lam bao phủ. Sau đó biến mất ở Vĩnh Hằng Hà vực bên bờ Diệp Thần Phong, hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn hẳn là tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực bên trong, thân thể của hắn không bị khống chế chìm xuống, bốn phía toàn bộ là Vĩnh Hằng Chi Thủy. Trung quanh Vĩnh Hằng Chi Thủy có một loại cầm cố lực lượng. Cảnh này khiến Diệp Thần Phong thân thể không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể theo Vĩnh Hằng Chi Thủy không ngừng chìm xuống. Hắn trong gân mạch linh khí dòng sông cũng bị hạn chế ở, mỗi khi muốn vận chuyển linh khí dòng sông thời điểm, toàn thân hắn gân mạch sẽ có một loại xé rách vậy đau nhức, hơn nữa không gian bốn phía pháp tắc cũng bị hạn chế ở. Tại Diệp Thần Phong thân thể không dừng lại trầm thời điểm. Những kia so với Diệp Thần Phong trước một bước tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy bên trong giới trẻ tuổi, bọn hắn ngược lại là đã tới Vĩnh Hằng Hà vực thấp nhất. Chỉ thấy tại Vĩnh Hằng Hà vực thấp nhất là một mảnh không gian bát ngát, Vĩnh Hằng Chi Thủy bị ngăn cản ở phía trên, tại bên trong vùng không gian này thụ lập một tòa thật to thành trì. Tại thành phố này trên cửa thành phương khắc họa rồng bay phượng múa hai chữ Vĩnh Hằng. Đây chính là năm đó Vĩnh Hằng Đại Đế sáng tạo Vĩnh Hằng Thành. Vĩnh Hằng Thành cực kỳ cửa thành to lớn đóng, những kia so với Diệp Thần Phong trước một bước tới chỗ này người, bọn hắn ở cửa thành bên ngoài vô cùng chật vật, những người này trong gân mạch linh khí dòng sông cũng toàn bộ bị hạn chế ở. Chỉ thấy nguyên bản gieo trồng ở ngoài thành từng cây đại thụ che trời, dĩ nhiên toàn bộ hoạt động lên, đối với mấy cái này bên trong giới trẻ tuổi triển khai công kích, may là những này sống đi qua đại thụ che trời, sự công kích của bọn họ bên trong không chứa linh khí. Cũng chỉ là thuần túy sức mạnh, cho nên những người này ngược lại là miễn cưỡng có thể ứng đối. Dù sao bọn hắn chỉ là trong gân mạch linh khí dòng sông bị phong bế rồi, nhục thân cường độ vẫn là tồn tại. Những thứ này đều là bên trong giới trẻ tuổi bên trong thiên tài rồi, trong đó có ba nam hai nữ phá lệ hấp dẫn người, còn lại người tu luyện toàn bộ là lấy này ba nam hai nữ làm trung tâm. Này ba nam hai nữ có thể nói là bên trong giới bên trong thiên kiêu rồi. Một tên trong đó cầm trong tay trường kiếm màu trắng thanh niên, hắn tên là Lịch Sử Tăng Lên, một thân tu vi tại thần vương cảnh hậu kỳ. Đáng tiếc bây giờ thực lực căn bản không phát huy ra được, hắn chỉ có thể dựa vào thần vương cảnh hậu kỳ nhục thân cường độ cùng những này cây quái đối kháng. Một người khác ăn mặc trường bào màu xanh thanh niên, hắn tên là Khưu Hạo Hòa, tu vi tại thần vương cảnh trung kỳ, hắn đã từng rèn luyện qua nhục thân, cho nên hắn nhục thân so với tu vi phải mạnh hơn một ít. Tại thần vương cảnh hậu kỳ tầng thứ. Một tên sau cùng khóe mắt che lấp thanh niên, hắn tên là An Tuấn Tài, tu vi đồng dạng tại thần vương cảnh trung kỳ, cơ thể hắn cường độ cùng tu vi tương đồng. Về phần cái kia hai tên nữ tử, một tên trong đó vóc người thành thục, tướng mạo có 90 điểm nữ nhân, người tên là Tống Lan Nhược, tu vi tại thần vương cảnh trung kỳ, đối với nữ tính người tu luyện tới nói, bình thường sẽ không lựa chọn rèn luyện nhục thân. Cho nên cơ thể nàng cùng tu vi bằng nhau. Một người khác thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, giống như một cái búp bê sứ vậy nữ nhân, tên của nàng gọi là Phương Đoá Nhi, ở chính giữa giới là nổi danh tiểu ma nữ. Phàm là chọc mọi người của nàng không có kết quả tốt, tu vi của nàng tại thần vương cảnh sơ kỳ. Ngoại trừ Lịch Sử Tăng Lên các loại năm vị bên trong giới thiên kiêu ở ngoài, còn lại người tu luyện cũng đều đủ cũng coi là bên trong giới thiên tài. Bất quá
những người này tu là nhiều nhất cũng chỉ là tại thần vương cảnh sơ kỳ, đồng thời đến thần vương cảnh sơ kỳ cũng rất ít, phần lớn là ở thần vương cảnh sơ kỳ bên dưới, nói thí dụ như nửa bước thần vương, thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong vân. Vân tu vi, nhưng yếu nhất cũng không có thấp hơn thiên thần cảnh 7 tầng. Chỉ là hiện tại bọn hắn linh khí dòng sông toàn bộ bị phong bế rồi, bọn hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân liên tục cùng những này cây quái cứng đối cứng rồi. Cũng may những này cây quái cũng không phải rất mạnh. Tại lịch sử tăng lên, Khưu Hạo Hòa, An Tuấn Tài, Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi dưới sự hướng dẫn, một loạt chiến đấu tuy nói tựa hồ có chút chật vật, thế nhưng vẫn tính thành thạo điêu luyện tiến hành. Theo thời gian từ từ trôi qua, tại Vĩnh Hằng ngoài thành cây quái toàn bộ được lịch sử tăng lên đám người tiêu diệt. Tại cây quái bị diệt sau đó tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa vặn đi tới Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy liền gặp chuyện như vậy, này làm cho hết thảy bên trong giới trẻ tuổi trong lòng mông thượng một tầng bóng mờ. Lịch sử tăng lên bọn hắn tiêu hao không ít sức mạnh. Toàn bộ ngừng ở nguyên chỗ tạm làm nghỉ ngơi, mà chính lúc này. Diệp Thần Phong mới thoáng đến muộn xuất hiện tại đây. Hắn so với những người còn lại tới chỗ này tốc độ phải chậm hơn rất nhiều, cái cuối cùng xuất hiện Diệp Thần Phong, không thể nghi ngờ hấp dẫn lịch sử tăng lên các loại ánh mắt của mọi người. Tại trong những người này thực lực mạnh nhất lịch sử tăng lên, hắn tự nhiên cũng là nhất là tâm cao khí ngạo, trong lòng của hắn chính kìm nén một bụng khí, Diệp Thần Phong vào lúc này xuất hiện, bọn hắn chẳng khác gì là giúp Diệp Thần Phong giải quyết xong hết thảy phiền phức. Lịch sử tăng lên ánh mắt bắt đầu trở nên không tán lên, bởi tất cả mọi người linh khí dòng sông toàn bộ bị phong bế rồi, lịch sử tăng lên căn bản cảm giác không ra Diệp Thần Phong tu vi tại cái gì tầng thứ. Đối với bên trong giới so sánh lộ đầu thiên tài, lịch sử tăng lên đều sẽ có phần ấn tượng, nhưng hắn đối Diệp Thần Phong lại một chút ấn tượng cũng không có, hắn nhìn xem người chung quanh, hỏi các ngươi có ai biết tiểu tử này là cái nào tông môn. Phần lớn người bắt đầu cẩn thận quan sát Dịch Dung sau Diệp Thần Phong, chỉ chốc lát sau, bọn hắn toàn bộ là lắc lắc đầu. Ở đây những này bên trong giới trẻ tuổi toàn bộ không quen biết Diệp Thần Phong, nói cách khác Diệp Thần Phong vốn là một cái không có danh tiếng gì người, không biết từ cái góc nào bên trong đụng tới. Lịch sử tăng lên con mắt chăm chú dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người, tiểu tử, ngươi cho chúng ta đi trước Vĩnh Hằng trong thành nhìn xem tình huống. Ý của hắn muốn để Diệp Thần Phong đi giúp bọn họ dò đường. Cái này cũng là hắn phóng thích lửa giận một loại phương thức, vừa vặn bọn hắn ở nơi này giải quyết cây quái, hiện tại hẳn là yếu do Diệp Thần Phong đi giúp bọn họ dò đường rồi. Lịch sử tăng lên hoàn toàn coi Diệp Thần Phong là thành một quả hồng mềm rồi, có thể tùy ý bọn hắn bài bố. Mới vừa tới đến Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy Diệp Thần Phong, trong đầu hắn còn có chút mê muội. Khi nghe đến lịch sử tăng lên tiếng quát sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía lịch sử tăng lên, ngươi là tại nói chuyện với ta. Nhìn xem bình thản vô cùng Diệp Thần Phong, lịch sử tăng lên là càng ngày càng phẫn nộ rồi, một bên An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng khóe miệng liên tục cười lạnh, bọn hắn biết Diệp Thần Phong phải xui xẻo, trong lòng bọn họ kỳ thực cũng không sảng khoái. Tống Lan Nhược mày liễu thẳng nhăn, người rất không thích lịch sử tăng lên xử sự phương thức, nhưng nàng cùng Diệp Thần Phong cũng không quen biết. Người ngược lại cũng không tiện mở miệng rồi. Tiểu ma nữ Phương Đoá Nhi một mặt hứng thú nhìn xem Diệp Thần Phong, Nhược Lan tỷ, người nói tiểu tử này có thể sống sót sao? Ta xem lịch sử tăng lên bọn hắn sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá, dù sao tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy, cũng không có mấy người có thể sống rời đi, đối với cái này tiểu tử tới nói, chết sớm chết muộn đều là chết. Tống Nhược Lan cùng Phương Đoá Nhi tuy nói không phải tại cùng một cái trong tông môn, nhưng hai người bọn họ quan hệ tốt hơn, người cũng đồng ý Phương Đoá Nhi cách nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2584, chó ngoan không cản đường. Lịch sử tăng lên khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, tiểu tử, ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn nghe lời, đi tới nơi này không tới phiên ngươi tự mình làm chủ rồi. Đối với lịch sử tăng lên uy hiếp, Diệp Thần Phong căn bản không có để ở trong mắt. Những này bên trong giới trẻ tuổi thiên tài, ở trước mặt hắn quả thực là nhược bạo rồi. Thấy Diệp Thần Phong không có lại mở miệng, mà là đánh giá bốn phía, lịch sử tăng lên là tức giận yếu miệng phun máu tươi, loại này bị không để ý tới cảm giác, làm cho hắn trên trán bạo khởi từng cây gân xanh, hắn thân là bên trong giới trẻ tuổi bên trong thiên chi kiêu tử, hắn chưa từng bị người coi thường như thế,
hơn nữa không nhìn hắn vẫn là như thế một tên tiểu tử. An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng cũng cảm thấy Diệp Thần Phong quá làm càn một điểm, hoàn toàn không có coi bọn họ là chuyện quan trọng tình. Tiểu tử, ngươi biết mình bây giờ tình cảnh sao? Ngươi là muốn một người cùng chúng ta nhiều người như vậy đối kháng. Khưu Hạo cùng hí hành hạ thanh âm ở trong không khí quanh quẩn. Thành thành thật thật tiến vào Vĩnh Hằng trong thành đi, đây là ngươi hiện tại đường ra duy nhất. An Tuấn Tài lạnh giọng quát lên. Diệp Thần Phong đối với hai người này quát tháo, hắn căn bản là mắt điếc tai ngơ, hắn tiếp tục tự mình quan sát bốn phía, ánh mắt của hắn dừng lại ở Vĩnh Hằng thành thành trên cánh cửa lớn. Hắn chân mày hơi nhíu lại, khi hắn cẩn thận quan sát dưới, Vĩnh Hằng thành trên cửa thành khắc họa rậm rạp chằng chịt trận pháp, xem ra muốn mở ra cái này hai phiến cửa thành cũng cần một ít thời gian. Lấy tư cách trận pháp trình độ cực kỳ thâm hậu Diệp Thần Phong tới nói, hắn nhìn ra khắc họa ở trên cửa thành là công kích trận pháp, nếu như một khi phát động công kích này trận pháp, như vậy e sợ hậu quả hội không thể tưởng tượng nổi. Thu hồi ánh mắt Diệp Thần Phong, hắn nhún nhún vai, trực tiếp hướng về cửa thành đi đến, hắn nhưng không có hứng thú cùng những này cái gọi là thiên tài lãng phí thời gian. Thấy Diệp Thần Phong hướng về cửa thành đi đến, ở đây không ít người toàn bộ cho rằng Diệp Thần Phong nhận túng rồi, nhưng Diệp Thần Phong nhận túng thái độ cũng quá quái dị một điểm chứ. Lịch sử tăng lên, An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo Si Ba cho rằng Diệp Thần Phong là chịu thua. Nhưng loại này không nhìn bọn hắn chịu thua thái độ, quả thực là để cho bọn họ lên cơn giận dữ. Lịch sử tăng lên quát, tiểu tử, ngươi dừng lại cho ta. Vừa vặn ngươi có thể trực tiếp đi hướng cửa thành, nhưng bây giờ ngươi nhất định muốn quỳ hướng về chúng ta dập đầu. Lại nói xong xin lỗi sau đó ngươi mới có thể đi cửa thành. Lịch sử tăng lên ngăn cản Diệp Thần Phong đường đi. An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng đứng ở lịch sử tăng lên hai bên. Chu vi những kia bên trong giới trẻ tuổi bên trong thiên tài, bọn hắn đối Diệp Thần Phong cũng là xì mũi coi thường, bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong quá hội giả bộ rồi, rõ ràng đã chịu thua, vẫn còn yếu sung cái gì đầu to, quả thực là đầu có vấn đề. Này kỳ hoa rốt cuộc là từ cái góc nào bên trong đụng tới? Các ngươi nói hắn sẽ quỳ xuống xin lỗi sao? Nhất định sẽ. Hắn ngoại trừ quỳ xuống xin lỗi bên ngoài. Hắn còn có lựa chọn nào khác sao? Vừa vặn êm tai lịch sử tăng lên lời nói, hắn cũng không đến nỗi muốn xuống quỳ xin lỗi. Trên thế giới này có mấy người liền là ưa thích phạm. Tiện, liền giống với tên tiểu tử này như thế. Từng đạo diễu cợt âm thanh truyền vào Diệp Thần Phong trong tai, rốt cục để hắn có chút nhi không kiên nhẫn được nữa. Con ruồi quá nhiều cũng sẽ nhiễu loạn tâm tình của người ta. Đối với những thứ này yêu thích ong ong la hoảng con ruồi, biện pháp tốt nhất chính là để chính bọn hắn im miệng. Đứng ở một bên Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi, hai người bọn họ ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong trên người, các nàng muốn nhìn một chút Diệp Thần Phong hội lựa chọn như thế nào. Thấy Diệp Thần Phong chỉ là đứng tại chỗ chậm chạp không có mở miệng, cũng không có bất kỳ động tác gì. Này làm cho lịch sử tăng lên mặt mũi là càng thêm nhịn không được rồi. Trong gân mạch linh khí dòng sông bị áp chế ở liên quân. Hắn căn bản vô pháp dùng khí thế áp bức, nhục thân cường độ thì không cách nào thả ra ngoài, cũng không cách nào cảm ứng được. Tống Lan Nhược rốt cục nhịn không được, thanh âm của nàng vang lên, lịch sử tăng lên, không nên cũng hơi quá đáng, hắn cùng các ngươi không thù không oán, hắn cái cuối cùng đến nơi này, đây cũng không phải là hắn ý nguyện của mình. Lịch sử tăng lên đối Tống Lan Nhược có mấy phần hảo cảm. Hắn ngữ khí hòa hoãn mấy phần, Lan Nhược, ngươi ở một bên nhìn xem được rồi, tiểu tử này quá không biết đạo trời cao đất rộng, hắn cho là mình là người nào. Ta đến tự mình cho hắn biết một cái hẳn là phải làm như thế nào người. Trong khi nói chuyện, lịch sử tăng lên một quyền bay thẳng đến Diệp Thần Phong vai phải oanh kích tới. Một quyền này bên trong uy lực cực lớn, coi như là thần vương cảnh trung kỳ nhục thân. Sợ rằng cũng phải được đập vỡ vai cốt. Hơn nữa lịch sử tăng lên vung quyền tốc độ quá nhanh rồi, liền ngay cả An Tuấn Tài cùng Tống Lan Nhược mấy người cũng không chắc chắn có thể né tránh. Huống chi là như thế một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Nhược Lan tỷ, tiểu tử này là giữ nhiều lành ít. Phương Đoá Nhi nói ra. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong vai cốt cũng bị nổ nát, sau đó ngã trên mặt đất kêu rên thời điểm. Diệp Thần Phong thanh âm đạm mạc vang lên, táo lưỡi. Lịch sử tăng lên một quyền này ở trong mắt hắn quả thực là chậm có thể, hắn dễ dàng tránh qua một quyền này,
đồng thời bàn tay của hắn hướng về Lịch Sử Tăng lên gò má đánh ra. Đùng, một tiếng. Chính giữa Lịch Sử Tăng lên gò má, thân thể hắn giống như một chỉ như diều đứt dây bình thường hướng về nơi xa bay ngược ra ngoài. Phải biết Diệp Thần Phong nhục thân cường độ nằm ở thần đế cảnh hậu kỳ tầng thứ, mà hai tay hắn nhục thân cường độ trải qua lúc trước rèn luyện, đã đến thần đế cảnh đỉnh phong nhục thân rồi. Vừa vặn đây là Diệp Thần Phong tùy ý đánh ra một cái tát mà thôi. Nếu như thật sự hắn chăm chú phiến xuất một bạt tai, hắn có thể trực tiếp đem Lịch Sử Tăng lên cho quất chết. Chỉ thấy bay ngược ra ngoài Lịch Sử Tăng lên, hắn nằm ở trên mặt đất, cả khuôn mặt hoàn toàn không ra dáng tử rồi, xương cốt toàn bộ lõm lún xuống dưới, tiên huyết che kín khuôn mặt của hắn. Trong đầu hắn chóng mặt, hoàn toàn là được Diệp Thần Phong một tát này cho rút bối rối. Bốn phía rất an tĩnh. Những kia vừa vặn trào phúng Diệp Thần Phong bên trong giới trẻ tuổi, bọn hắn nhìn thấy như con chó chết nằm Lịch Sử Tăng lên, trong lòng bọn họ phảng phất có mấy vạn con ngựa điên cuồng chạy nhanh mà qua, chuyện này quả thật là yếu sáng mù con mắt của bọn họ rồi, này cùng bọn họ dự đoán kết quả căn bản không như thế a hát. Diệp Thần Phong làm sao có thể không theo chiếu trong lòng bọn họ kịch bản đi. Bọn hắn còn nghiêm trọng hơn kháng nghị. Nguyên bản đứng ở Lịch Sử Tăng lên bên cạnh An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo Hòa, bọn hắn hầu kết xung động, trong cổ họng không ngừng nuốt nước miếng, sau lưng là toát ra từng đợt mồ hôi lạnh, bọn hắn cũng cảm giác gương mặt của mình thượng lạnh siêu siêu, bọn hắn vừa vặn thậm chí không có nhìn rõ ràng Diệp Thần Phong là làm sao đem Lịch Sử Tăng lên cho rút bay ra ngoài. Hai người các ngươi còn muốn để cho ta quỳ xuống xin lỗi? Diệp Thần Phong bình thản mà hỏi. An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng thân thể run lên một cái, dưới chân bước chân vội vàng hướng về một bên thối lui. Quỳ xuống cái giám a hát. Bọn hắn chẳng lẽ là ngại mạng của mình quá dài sao? Có thể đem Lịch Sử Tăng lên trực tiếp vỗ bay ra ngoài, Diệp Thần Phong nhục thân cường độ tối thiểu đến thần tôn cảnh sơ kỳ đi nha. Diệp Thần Phong nhìn xem lui lại An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo Hòa, hắn gật gật đầu, các ngươi có làm chó giác ngộ. Chó ngoan không cản đường, các ngươi thực sự là hai cái chó ngoan. Chương 2585, đầy đủ chất dinh dưỡng. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi trong con ngươi xinh đẹp bắn ra khác thường hào quang, các nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong nhục thân cường độ sẽ như thế chi nghiêu. Cái này không có danh tiếng gì tiểu tử rốt cuộc là ai? Trên gương mặt che kín tiên huyết Lịch Sử Tăng lên, lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên. Cảm thụ trên mặt giống như lửa thiêu đau nhức, trong đầu hắn suy nghĩ chậm rãi rõ ràng lên, bên trong thân thể lửa giận như núi lửa bạo phát, hắn hoàn toàn là được phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, lần thứ hai hướng về Diệp Thần Phong vọt tới. Trước mặt mọi người được Diệp Thần Phong cho một cái tát đánh bay, này làm cho Lịch Sử Tăng lên không thể nào tiếp thu được, hắn nhưng là bên trong giới trẻ tuổi bên trong thiên chi kiêu tử a hát. Mặt đối tấn công tới Lịch Sử Tăng lên, Diệp Thần Phong nhíu nhíu mày. Như vậy một mực không hết không dứt cũng không phải biện pháp, bàn tay của hắn tựa như tia chớp rút ra, lúc này hắn không có bảo lưu bất kỳ lực lượng nào rồi, đầy đủ trực tiếp đem Lịch Sử Tăng lên đầu chiều thành một vũng máu sương mù. Đùng, một tiếng, hào không ngoài suy đoán. Một tát này lần thứ hai đánh ở Lịch Sử Tăng lên gò má thượng, mắt thấy đầu của hắn yếu trực tiếp hóa thành một bãi huyết vụ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hào quang màu xanh lam bỗng dưng sinh ra, trực tiếp đem Lịch Sử Tăng lên đầu bao phủ ở trong đó. Đang bị ánh sáng màu lam bao phủ sau đó Lịch Sử Tăng lên gò má dĩ nhiên không có hóa thành một bãi huyết vụ, mà là hoàn chỉnh bảo lưu lại, mặc dù so sánh vừa vặn nhìn qua càng thêm khủng bố rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thấy cảnh này Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn sinh ra nghi hoặc. Thân ảnh của hắn không chút do dự lần thứ hai xuất hiện tại Lịch Sử Tăng lên trước mặt, bàn tay lần lượt hướng về Lịch Sử Tăng lên rút ra. Đùng, 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 vang lên giòn giã âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Mỗi một lần tại Lịch Sử Tăng lên đầu phải hóa thành một vũng máu sương mù thời điểm, đều sẽ có một tầng ánh sáng màu lam bao phủ lại hắn. Sau đó, đầu của hắn liền sẽ vững chắc xuống. Tại phát hiện không cách nào đem Lịch Sử Tăng lên đầu chiều thành một vũng máu sương mù sau, Diệp Thần Phong lại thử nghiệm công kích Lịch Sử Tăng lên thân thể. Thân thể của hắn cũng biến thành máu me đầm đìa, lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương nhiều không kể xiết, nhưng mỗi lần gặp phải đòn công kích chí mạng lúc, ánh sáng màu lam lại sẽ đem thân thể của hắn cho bao phủ lại.
đem chí mạng thương thế hóa giải rồi. Trải qua thí nghiệm sau, Diệp Thần Phong cho ra một cái kết luận, tại đây Vĩnh Hằng Thành ngoài thành là không chết được người, nơi này có một loại đặc thù pháp tắc tồn tại. Chỉnh cái đầu giống như một cái huyết cầu, trên thân thể trăm ngàn lỗ thủng lịch sử tăng lên, hắn kéo dài hơi tàn nằm ở trên mặt đất. Ở đây còn lại bên trong giới trẻ tuổi, bọn hắn cũng nhìn ra một ít đầu mối, dù sao bọn hắn không phải người ngu xuẩn, bọn hắn cũng phát hiện nguyên lai ở nơi này là không chết được người, nhiều nhất là bị thương mà thôi, sớm biết như thế bọn hắn vừa vặn cũng sẽ không liều mạng như thế đối kháng cây quái. Mà trước mắt bọn hắn cũng không lại e ngại Diệp Thần Phong rồi, bây giờ biết nơi này không chết được người sau đó có một ít người tu luyện đã không còn lo lắng, bọn hắn dồn dập hướng về Vĩnh Hằng Thành cửa thành lao đi. An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo Si Ba lập tức đi theo, chỉ có Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi vẫn cứ đứng tại chỗ. Diệp Thần Phong nhìn xem những kia hướng về cửa thành xông đi bên trong giới trẻ tuổi, hắn cười lạnh lắc lắc đầu, hắn chậm rãi đi tới. Căn bản không một chút nào sốt ruột. Tiểu ma nữ Phương Đoá Nhi đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, uy ngươi tên gì? Làm sao không nhanh chút đi cửa thành ở đâu? Vĩnh Hằng trong thành có rất nhiều Vĩnh Hằng đại đế thu gom. Xuất hiện tại không có ai đi để ý tới nằm trên đất thoi thóp một hơi lịch sử tăng lên rồi. Diệp Thần Phong nhíu nhíu mày, hắn không hề trả lời Phương Đoá Nhi vấn đề. Phương Đoá Nhi khó chịu nhô lên miệng, người ta hỏi ngươi lời nói đâu này? Ngươi có hiểu lễ phép hay không? Tu vi của ngươi tại cái gì tầng thứ? Xem tuổi của ngươi cũng không lớn, hẳn là sẽ không vượt qua thần vương cảnh a. Ngươi có phải hay không tu luyện một loại nào đó thối thể chi pháp? Để cơ thể của mình đã tới thần tôn cảnh. Phương Đoá Nhi nhưng sẽ không nghĩ tới Diệp Thần Phong nhục thân tại thần đế cảnh rồi, hơn nữa hắn thực lực bản thân cũng là thần đế cảnh sơ kỳ. Dù sao nhục thân là cảm giác không ra được. Mà vừa vặn bởi vì ánh sáng màu lam một mực bao phủ lịch sử tăng lên nguyên nhân, cho nên này thúc đẩy Diệp Thần Phong sức mạnh thân thể chưa hề hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Đối với Phương Đoá Nhi liên tục truy hỏi, Diệp Thần Phong bỗng nhiên ngừng bước chân, chúng ta quen biết sao? Ta vì cái gì cần hồi đáp vấn đề của ngươi? Tống Lan Nhược cũng đi tới, người một mặt áy náy đối với Diệp Thần Phong, nói ra, Đoá Nhi tùy hứng một điểm. Còn xin ngươi không lấy làm phiền lòng. Diệp Thần Phong đối Tống Lan Nhược có mấy phần hảo cảm, dù sao vừa vặn Tống Lan Nhược đứng ra giúp hắn nói chuyện. Tại Tống Lan Nhược tiếng nói rơi vào thời điểm. Chỉ thấy đã có người tu luyện đến cửa thành rồi, bàn tay của bọn họ không kịp chờ đợi muốn đi đem cửa thành cho đẩy ra. Nhưng tại bọn hắn bàn tay chạm vào cửa thành thời điểm, trong nháy mắt kích phát rồi ẩn giấu ở trong cửa thành trận pháp. Chỉ thấy chỉnh phiến trên cửa thành lập tức sáng lên một trận ánh sáng. Xèo 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 xíu. Sát theo đó, từ trong cửa thành bay ra từng cây do năng lượng màu trắng ngưng tụ mũi tên nhọn. Những này mũi tên nhọn tốc độ cực nhanh, để đứng ở phía trước nhất người tu luyện căn bản là đến không kịp né tránh. Mũi tên nhọn là thuận lợi xuyên thấu thân thể của bọn họ. Không có chuyện gì, chúng ta ở nơi này không chết được. Nhiều nhất là được một điểm thương. Đúng vậy. Chúng ta ở nơi này không chết được, chúng ta không có việc gì. Những kia được mũi tên nhọn xuyên thấu thân thể người tu luyện, từng cái bắt đầu lầm bầm lầu bầu lên. Bất quá! Sắc mặt của bọn họ lập tức biến đổi. Chỉ thấy phàm là được mũi tên nhọn xuyên thấu thân thể người tu luyện. Thân thể của bọn họ đang nhanh chóng hòa tan thành một vũng máu. Hòa tan thành huyết thủy sau đó đột nhiên thẩm thấu tiến vào dưới mặt đất. Những kia theo ở phía sau người tu luyện sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, nhưng có một số người cũng không né tránh kịp nữa rồi, thân thể của bọn họ cũng bị mũi tên nhọn xuyên thấu, cuối cùng hóa thành huyết thủy dung vào dưới mặt đất. Chỉ có đi so sánh dựa vào sau An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng đám người, bọn hắn nhìn thấy tình huống không ổn sau đó dưới chân bọn họ bước chân cấp tốc chợt lui, hiểm mà lại hiểm tránh thoát mũi tên nhọn xuyên thấu. Cuối cùng thêm vào An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng chỉ có 10 cái người sống sót. Nơi xa đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược, hai người bọn họ là trợn mắt hốc mồm, Phương Đoá Nhi hưng phấn mà hỏi, ngươi đã sớm biết sẽ như vậy. Diệp Thần Phong không trả lời thẳng Phương Đoá Nhi lời nói, hắn tự nói, chất dinh dưỡng cũng đủ rồi. Tại Diệp Thần Phong tiếng nói hạ xuống xong. Két, 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 thanh âm vang lên. Chỉ thấy cửa thành tự chủ mở ra.
Diệp Thần Phong vừa vặn cũng đã đại khái suy đoán ra trên cửa thành trận pháp tác dụng, ở ngoài thành không chết được, đây là cho người một loại giả tạo, khiến người ta có thể thả lỏng cảnh giác, chân chính sát chiêu ở cửa thành trong trận pháp. Đây là Diệp Thần Phong làm sao cũng quất chết lịch sử tăng lên sau đó hắn mới suy đoán ra một kết quả nhiên cùng hắn suy đoán không có ra vào. Cửa thành mặt đất yếu hấp thu đến đầy đủ chất dinh dưỡng, cũng chính là người tu luyện tiên huyết, cái này hai phiến cửa thành mới sẽ mở ra. Đối với bên trong giới những người này nhất định, Diệp Thần Phong căn bản không để ở trong lòng, hắn mới vừa mới gặp miệng của những người này mặt. Chương 2586, đi theo người tương đối an toàn. Vĩnh Hằng thành cửa thành tự chủ mở ra sau. Sau này lui nhanh An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng đám người, bọn hắn đứng tại chỗ không dám động gảy, ai biết ở trong thành còn có thể hay không đột nhiên bốc lên xảy ra nguy hiểm đến. Diệp Thần Phong bước chân nhẹ nhàng hướng về trong cửa thành đi đến, Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi là theo sát ở Diệp Thần Phong bên cạnh. Hai người bọn họ hiện tại có thể khẳng định, Diệp Thần Phong sớm đã biết trên cửa thành giấu giếm trận pháp, tại các nàng trong mắt Diệp Thần Phong trở nên càng ngày càng thần bí. Thông qua cửa thành, bước vào Vĩnh Hằng trong thành. Cả tòa Vĩnh Hằng thành diện tích vô cùng lớn, phóng tầm mắt nhìn căn bản không nhìn thấy phần cuối, ở trong thành thụ lập từng tòa một màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính vật, mỗi một dãy nhà vật thượng toàn bộ đều có một tầng năng lượng chấn động. Vĩnh Hằng trên thành phương không gian bỗng nhiên trở nên trở mình vọt lên. Bên trên không gian nứt ra rồi một lỗ hổng khổng lồ. Một cái vàng rực rỡ quan tài từ chỗ rách bên trong sông ra, cuối cùng trôi nổi ở Vĩnh Hằng thành phía trên. Cái này vàng rực rỡ quan tài phi thường to lớn, tại quan tài mặt ngoài có khắc phức tạp hoa văn. Phương Đoá Nhi nói ra, đây chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Đại Đế quan tài. Tại trong quan tài nằm là Vĩnh Hằng Đại Đế di thể. Tuy nói trong gân mạch linh khí dòng sông bị phong bế rồi. Thế nhưng Diệp Thần Phong năng lực nhận biết vẫn còn, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trôi nổi tại trên bầu trời quan tài. Mỗ trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ trắng xanh, trên trán là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn từ chiếc kia màu vàng cự quan tài lớn bên trong cảm thấy tiếng hít thở, bên trong thậm chí có hô hấp tồn tại. Hơn nữa khi hắn vừa vặn cảm giác được màu vàng trong quan tài có hô hấp tồn tại thời điểm, nhất cổ áp bức lực lượng đánh thẳng thân thể của hắn. Khiến hắn có một loại cảm giác không thở nổi, chẳng lẽ nói này khẩu nằm trong quan tài thật sự chính là đã từng Vĩnh Hằng Đại Đế? Chẳng lẽ nói Vĩnh Hằng Đại Đế thật sự còn chưa chết sao? Từ bên ngoài Vĩnh Hằng Hà Vực trong Vĩnh Hằng Chi Thủy bắt đầu, tất cả những thứ này đều là một cái bẫy. Vĩnh Hằng Đại Đế tại sao phải bày xuống ván cờ này? Hắn đến cùng có mục đích gì? Một bên Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi không có cảm giác đến bất kỳ không đúng. Hai người bọn họ năng lực nhận biết quá yếu. Các nàng căn bản không cảm giác được màu vàng trong quan tài có hô hấp tồn tại. Chỉ là thấy Diệp Thần Phong sắc mặt tái nhợt dáng dấp, các nàng đoán được khẳng định có là lạ ở chỗ nào. Tại màu vàng quan tài hiện lên ở Vĩnh Hằng trên thành phương sau đó ở ngoài thành An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng đám người. Bọn hắn toàn bộ thận trọng đi vào trong thành, bọn hắn đầu tiên nhìn đến là trong thành từng tòa một kiến trúc. Sau đó nhìn đến là phía trên trôi nổi màu vàng quan tài. Mỗi một nhà mặt ngoài hiện ra năng lượng vật kiến trúc, trong đó có đặc thù khí tức truyền ra, có thể phán đoán ra mỗi một dãy nhà vật bên trong đều có bảo vật tồn tại. An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng đám người thu hồi nhìn chằm chằm màu vàng quan tài ánh mắt, bọn hắn tứ tán tiến vào vật kiến trúc bên trong. Không bao lâu thời gian, bọn hắn từng cái liền từ bên trong đi ra, trong tay cầm các loại bảo vật. Có chính là tiên khí, có chính là chí tôn đan dược, có chính là cường đại công pháp vân vân. Diệp Thần Phong nhìn xem thu hoạch khá rồi rào An Tuấn Tài đám người, hắn cảm giác được trên tay đối phương cầm các loại bảo vật, những bảo vật này thượng đều có không tầm thường khí tức, hiện tại hắn vẫn không có triệt để biết rõ nơi này, hắn luôn cảm giác không đúng. Mỗi một lần Vĩnh Hằng Hà Vực mở ra, cuối cùng chỉ có số ít người có thể sống đi ra. Rất nhiều lúc mỗi một lần chỉ có một đến hai cá nhân có thể sống, cho nên nói này Vĩnh Hằng trong thành khẳng định chả có gì đó quái lạ tồn tại. Vĩnh Hằng Đại Đế thân là hỗn độn thời đại cường giả tuyệt thế, Diệp Thần Phong cũng không muốn xem thường rồi, bây giờ hắn trong gân mạch linh khí dòng sông cùng nơi này pháp tắc không gian toàn bộ bị hạn chế ở. Hắn không thể không càng thêm cẩn thận một ít. Hắn không có thể xác định màu vàng trong quan tài nhất định nằm chính là Vĩnh Hằng Đại Đế.
nhưng hắn có thể xác định chính là cho dù Vĩnh Hằng Đại Đế thật sự còn sống, bây giờ tình hình tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hai người các ngươi không đi cướp đoạt Vĩnh Hằng trong thành bảo vật. Chậm một chút nữa những kia bảo vật toàn bộ yếu bị bọn hắn cho đoạt lấy. Diệp Thần Phong liếc nhìn bên cạnh Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi nói ra. Tống Lan Nhược âm thanh lành lạnh nói, ta cho rằng đi theo ngươi tương đối an toàn. Ngươi tại sao không đi cướp đoạt đâu này? Phương Đoá Nhi cũng nói, ngươi đừng mong muốn đem chúng ta cho đẩy ra, chúng ta cùng định ngươi rồi. Diệp Thần Phong không sao cả nhún nhún vai, ánh mắt của hắn lần thứ hai tập trung hướng về phía trên bầu trời màu vàng quan tài. Chiếc kia vàng rực rỡ quan tài đột nhiên trong lúc đó rung động xuống. Từ vàng rực rỡ trên quan tài rụng xuống một tầng kim phấn, tầng này kim phấn ở phía trên trong không gian tạo thành một câu nói. Mở ra quan tài người, nhưng thu được ta Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa, chìa khóa tại Vĩnh Hằng trong thành. Này câu nói ở trên bầu trời hiển hiện sau. Nguyên bản tại cướp đoạt từng tòa một vật kiến trúc An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng đám người, bọn hắn lập tức đình chỉ động tác. Thần sắc trên mặt bọn họ biến được dị thường hưng phấn lên. Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa. Đây chính là hỗn độn thời đại đại năng truyền thừa A Hát. Đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là có thể để cho bọn hắn nhất phi trùng thiên, đối với bọn họ có một loại chí mạng sức hấp dẫn. Một lát sau, An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng đám người. Bọn hắn càng thêm điên cuồng bắt đầu cướp đoạt từng tòa một vật kiến trúc rồi. Mà Diệp Thần Phong lông mày nhưng là nhíu càng gia tăng hơn rồi. Mở ra quan tài có thể thu được Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa. Tại Diệp Thần Phong trong mắt đây căn bản là lời nói vô căn cứ. Nếu như Diệp Thần Phong không có phát hiện Vĩnh Hằng chi thủy trong bí ẩn, như vậy hắn có lẽ cũng sẽ có điểm tin tưởng hiển hiện ra câu nói này. Nhưng bây giờ hắn tuyệt đối là sẽ không tin tưởng rồi. Không có đi để ý tới điên cuồng tìm kiếm mở ra quan tài chìa khóa An Tuấn Tài đám người. Diệp Thần Phong cẩn thận quan sát tòa này Vĩnh Hằng thành nội bộ cấu tạo. Từ từ hắn nheo mắt lại. Hắn phát hiện một bí mật, từng tòa sắp xếp không quá có thứ tự vật kiến trúc. Lại đang trong thành tạo thành một cái vô cùng to lớn trận pháp, chẳng trách mỗi một dãy nhà vật thượng đều có năng lượng nổi lên. Lấy vật kiến trúc đến cấu tạo trận pháp. E sợ rất nhiều trận pháp tông sư đều không thể phân biệt ra. Mà Diệp Thần Phong tuy nói phát hiện điểm này, nhưng hắn yếu phá tan trận pháp này, e sợ vẫn có độ khó nhất định, hắn nhìn không thấu trận pháp này, căn bản không biết nên từ nơi nào ra tay. Nơi này che kín từng cái bí ẩn, đối với Diệp Thần Phong tới nói là dày đặc sương mù, hiện tại hắn tối muốn biết, tại màu vàng trong quan tài nằm đến cùng phải hay không Vĩnh Hằng Đại Đế bản thân. Muốn giải khai nơi này bí ẩn, chỉ có trước tiên phá giải Vĩnh Hằng trong thành khổng lồ trận pháp. Diệp Thần Phong tiếp tục tự quan sát kỹ lên toàn bộ Vĩnh Hằng trong thành từng tòa một phòng ốc sắp xếp, nhưng này tòa Vĩnh Hằng thành quá lớn, hắn nhất định muốn tìm được trước mắt trận vị trí, như vậy mới có phá tan trận pháp hy vọng. Diệp Thần Phong bắt đầu ở Vĩnh Hằng thành bên trong hành tẩu lên, lông mày của hắn một mực nằm ở nhíu chặt trạng thái. Mà Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi là theo sát ở Diệp Thần Phong bên cạnh, trực giác nói cho các nàng biết, đi theo Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không có sai, các nàng không có đi tìm kiếm mở ra quan tài chìa khóa. Chương 2587, phá tan, ngươi sẽ hối hận. Tại trận pháp trình độ thượng, Diệp Thần Phong tuyệt đối là phi thường xuất chúng, chỉ tiếc bây giờ linh khí dòng sông bị hạn chế, hắn muốn tìm xuất Vĩnh Hằng trong thành mắt trận vị trí. Này đối với hắn mà nói độ khó không phải lớn một cách bình thường. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi hoàn toàn không rõ ràng Diệp Thần Phong muốn làm gì. Các nàng chỉ là một bước không rời đi theo, các nàng có một loại linh cảm, chỉ có đi theo Diệp Thần Phong, cuối cùng các nàng mới có thể sống rời đi nơi này. Một phen dưới sự nỗ lực, Diệp Thần Phong cũng tìm không ra nơi này mắt trận, hắn tại Vĩnh Hằng thành vị trí trung tâm ngừng lại. Tại Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi ánh mắt nghi hoặc dưới, hắn đem bàn tay của chính mình bị rạch rách rồi, hắn đã từng từ Lão Bạch cùng Lão Hắc nơi đó đã học được một loại tìm kiếm mắt trận phương pháp. Bất quá, phương pháp này yêu cầu tiêu hao của mình tinh. Huyết, phải biết tinh, huyết đối với người tu luyện tới nói thập phần quý giá, bên trong thân thể tinh. Huyết là cực kỳ có hạn. Loại này tìm kiếm mắt trận phương thức, trong tình huống bình thường không biết sử dụng. Chỉ là bây giờ Diệp Thần Phong linh khí dòng sông bị phong, bây giờ căn bản không có biện pháp nào khác rồi,
Hơn nữa nơi này tràn đầy quái lạ, hắn nhất định muốn nắm chặt thời gian đem bí ẩn cho mở ra. Trong cơ thể không có linh khí, không cách nào dùng linh khí đem tinh. Huyết ép ra ngoài rồi, chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng, mạnh mẽ đem tinh. Huyết từ bên trong thân thể bước ra. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Giọt máu rơi trên mặt đất sau đó không có thẩm thấu tiến trong lòng đất, mà là trên mặt đất dường như hạt châu lăn chuyển động. Diệp Thần Phong bàn tay đặt tại ba giọt tinh, huyết phía trên, miệng niệm một loại nào đó tương tự chú ngữ quái lạ ngôn ngữ. Loại này tìm kiếm mắt trận phương pháp xử lý, chỗ tốt lớn nhất là không cần dùng đến linh khí, đối với hiện tại Diệp Thần Phong tới nói là thích hợp. Theo, hắn miệng niệm cổ quái chú ngữ. Bàn tay của hắn dưới đáy tản ra hào quang màu đỏ ngòm. Hắn chỉnh bàn tay chậm rãi được hào quang màu đỏ ngòm cho bao phủ lại rồi. Bàn tay rời đi. Chỉ thấy mặt đất thượng là một đoàn màu máu đỏ vầng sáng, căn bản thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Diệp Thần Phong cắn nát đầu lưỡi, một cái đầu lưỡi thượng tiên huyết tiến vào trong vầng sáng. Màu máu đỏ vầng sáng lập tức tiêu tán. Trên mặt đất xuất hiện thượng ba cái mũi tên, chỉ hướng ba cái phương hướng khác nhau. Diệp Thần Phong trong lòng tự nói, khó trách, nơi này thậm chí có ba cái bất đồng mắt trận, quả nhiên là đại thủ bút A Hát. Xem ra muốn phá tan nơi này trận pháp, trước phải đem này ba cái mắt trận làm hỏng mất. Đem ba cái phương vị nhớ kỹ sau. Diệp Thần Phong bàn tay vung lên, trên mặt đất huyết hồng sắc mũi tên từ từ trở nên càng ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất rồi. Diệp Thần Phong đầu tiên hướng về mặt nam phương hướng chạy nhanh mà đi, đang sử dụng phương pháp này sau đó hắn rất nhanh đã tìm được mặt nam cái thứ nhất mắt trận, thân thể hắn đứng ở một tòa phòng ốc trước. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi là càng ngày càng nghi ngờ. Các nàng không rõ ràng Vĩnh Hằng trong thành từng tòa một phòng ốc là một cái lớn vô cùng trận pháp, các nàng xem đến vừa vặn Diệp Thần Phong cổ quái thủ pháp, trong lòng cũng bắt đầu có lấy các loại suy đoán rồi. Phương Đoá Nhi lại không nhịn được hỏi, uy ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi vừa vặn thủ pháp là dùng để tìm cái gì? Diệp Thần Phong thuận miệng giải thích một câu, trong thành phòng ốc sắp xếp thành một cái khổng lồ trận pháp, ta tự nhiên là muốn phá vỡ trận pháp này rồi, trước đem trước mặt nhà này phòng ốc làm hỏng mất đi. Phương Đoá Nhi hơi sững sờ sau, nơi này mỗi một nhà trên phòng ốc đều có năng lượng chấn động, cho dù cơ thể ngươi đã tới thần tôn cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Người cũng căn bản vô pháp phá hoại nơi này phòng ốc. Đối với Phương Đoá Nhi lời nói, Diệp Thần Phong là không sao cả cười cười, hắn trực tiếp vung quyền đối phòng ốc triển khai công kích. Nhìn thấy Diệp Thần Phong cử động sau đó Phương Đoá Nhi bĩu môi, Lan Nhược tỷ. Ta xem hắn một hồi trở về mặt mày ủ rũ rồi, thực sự là không nghe khuyên bảo một cái ra hỏa. Tống Lan Nhược nói ra, Đoá Nhi, sau đó chăm sóc người miệng mình. Cho dù hắn hủy không được nhà này phòng ốc, cũng sẽ không đi cười nhạo hắn cái gì. Tống Lan Nhược cũng cho rằng Diệp Thần Phong công kích là uổng phí khí lực. Nhưng chính lúc này, oanh, Diệp Thần Phong một quyền trực tiếp đánh vào phòng ốc một căn trên cây cột, hắn hoàn toàn không có bảo lưu nhục thân lực lượng. Chịu đến Diệp Thần Phong công kích sau đó chỉnh căn trên cây cột cho dù có năng lượng bảo vệ, cũng lập tức xuất hiện từng cái rậm rạp chằng chịt vết rạn nứt. Sau chỉnh cây cột trực tiếp bạo liệt ra. Diệp Thần Phong không có ngừng tay ý tứ. Oanh, oanh, hắn đem phòng ốc mấy cây cột toàn bộ cho oanh kích nổ tung rồi, không có này mấy cây cột chống đỡ, cả tòa phòng ốc trực tiếp than sụp xuống. Thứ một cái trận pháp phá vỡ. Toàn bộ Vĩnh Hằng trong thành trên mặt đất đột nhiên rung động chuyển động. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi là trợn mắt hốc mồm. Diệp Thần Phong dĩ nhiên thật sự phá hủy nhà này phòng ốc. Đây là hắn dựa vào thuần túy sức mạnh thân thể phá hủy. Cơ thể hắn sức mạnh tại cái gì tầng thứ? Bực này khủng bố sức mạnh thân thể tuyệt đối không chỉ thần tôn cảnh chứ. Chẳng lẽ nói cơ thể hắn sức mạnh đã tới thần đế cảnh? Đây rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra một cái quái thai? Hai người bọn họ có thể khẳng định Diệp Thần Phong niên kỷ tuyệt đối sẽ không so với các nàng lớn. Nhục thân đến thần đế cảnh. Như vậy Diệp Thần Phong tu vi tại cái gì tầng thứ? Bởi cả tòa Vĩnh Hằng thành diện tích lớn vô cùng, An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng đám người căn bản không có nhìn thấy Diệp Thần Phong bên này cảnh tượng. Tại đem một tòa này phòng ốc phá hủy một chút sau. Diệp Thần Phong tiếp tục hướng về mặt khác hai cái phương hướng chạy đi rồi,
hắn dự định bằng tốc độ nhanh nhất đem mặt khác hai cái mắt trận cũng phá hủy. Có chút ngu si đâu Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi theo thật sát Diệp Thần Phong phía sau. Cái thứ hai mắt trận cũng thuận lợi được Diệp Thần Phong cho phá hủy rồi. Tại Diệp Thần Phong chuẩn bị phá hủy cái thứ ba mắt trận thời điểm. Một đạo âm trầm âm thanh trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, tiểu tử, ngươi không khỏi quá được voi đòi tiên chứ. Ngươi tốt nhất cho ta có chừng có mực. Âm thanh này hẳn là chỉ có hắn có thể nghe được, hắn phát hiện Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi. Âm thanh này chẳng lẽ là tới từ ở Vĩnh Hằng Đại Đế. Diệp Thần Phong liếc mắt một cái trôi nổi tại Vĩnh Hằng trên thành phương màu vàng quan tài. Đối phương chỉ là nói uy hiếp, này chứng minh đối phương chí ít hiện tại không làm được cái gì, bằng không còn có thể cùng hắn phí lời sao. Diệp Thần Phong ở trong lòng trả lời một câu, ta hôm nay liền muốn được voi đòi tiên nhìn một chút. Trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong lần thứ hai đối cái thứ ba mắt trận triển khai công kích. Tại công kích của hắn dưới, trước mặt lấy tư cách cái thứ ba mắt trận một tòa phòng ốc cũng sụp đổ. Tại cái thứ ba mắt trận bị phá hỏng sau, đô thị chi tối cường hoàn khố. Âm thanh kia lần thứ hai vang lên, tốt, 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 tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Tại ba cái mắt trận toàn bộ bị phá hỏng sau đó Vĩnh Hằng trong thành mặt đất rung động càng ngày càng lợi hại rồi. Từng tòa một phòng ốc dĩ nhiên tự chủ di động, tại Vĩnh Hằng thành phía tây phương vị, phóng lên trời một đạo sáng chói hào quang màu tím. Diệp Thần Phong không chút do dự hướng về phía tây phương vị lao đi rồi. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi một bước không rời theo sát. Chương 2588, Tu Hú chiếm tổ chim khách. Diệp Thần Phong, Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi là cái thứ nhất chạy tới phía tây vọt lên hào quang màu tím địa phương. Tại Vĩnh Hằng trong thành ba cái mắt trận bị phá ra sau đó một tầng bình phong vô hình biến mất không thấy, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy bị áp chế ở linh khí dòng sông một lần nữa lưu chuyển động. Tuy nói không gian hạn chế không có mở ra, nhưng tối thiểu linh khí dòng sông hạn chế bị giải khai. Tại linh khí dòng sông vừa vặn cởi ra thời điểm, Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển nhanh hơn một chút, mãnh liệt khí thế từ bên trong thân thể của hắn vọt ra, này làm cho một bên Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi dưới chân bước chân liên tục lùi về sau. Diệp Thần Phong lập tức tướng khí thế cho cực hạn thu liễm. Tuy nói Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi suy đoán ra Diệp Thần Phong có thể là thần đế cảnh tu vi, nhưng ở tự mình cảm nhận được Diệp Thần Phong đúng là thần đế cảnh sơ kỳ sau đó hai người bọn họ trong lòng cảm xúc vẫn là một trận bốc lên. Hào quang màu tím từ từ tản đi rồi, chỉ thấy bốn phía phòng ốc toàn bộ được rời đi, tại bọn hắn xuất hiện trước mặt từng cái đi về dưới đáy cầu thang, Diệp Thần Phong hỏi các ngươi là ở lại chỗ này. Vẫn là đi xuống. Tỉnh hồn lại Tống Lan Nhược nói ra, cùng ngươi đồng thời đi xuống. Tại Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi đi theo Diệp Thần Phong đồng thời hướng về dưới đáy đi đến thời điểm. An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng đám người cũng nhìn thấy phía tây vọt lên hào quang màu tím địa phương, thân thể bọn họ bên trong linh khí dòng sông đồng dạng là khôi phục, bọn hắn tạm thời đình chỉ cướp đoạt từng tòa một trong phòng bảo vật, ánh mắt xa nhìn phía tây phương vị. An Tuấn Tài, Khưu Hạo Hòa, hai người các ngươi thật là bạn chí cốt. Trên mặt kết được vảy lịch sử tăng lên. Hắn xuất hiện tại đây. Tại trong gân mạch linh khí dòng sông không bị hạn chế sau, lịch sử tăng lên lập tức thi triển một loại bí pháp. Có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế, nhưng một tháng chỉ có thể thi triển một lần. Đầy mặt phải kết lịch sử tăng lên nhìn qua cực kỳ khủng bố, sắc mặt hắn dữ tợn nhìn chằm chằm An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo Hòa. An Tuấn mới nói, lịch sử tăng lên, chớ đem lời nói khó nghe như vậy, nếu như là chúng ta tại loại này hoàn cảnh. Như vậy ngươi cũng sẽ lựa chọn bỏ xuống chúng ta, cựu nhân của ngươi là tiểu tử kia, mà không phải chúng ta. Lịch sử tăng lên khống chế một cái tâm tình, trong lòng của hắn phẫn nộ nhảy lên tới cực hạn, hắn nhất định phải đem Diệp Thần Phong cho chém thành muôn mảnh rồi, hắn nói ra các ngươi lại làm sao không phải là được tiểu tử kia cho xấu hổ. Nhục, được nói thành là hai cái chó ngoan, thật may các ngươi chả có thể chịu được được. Tiểu tử kia khí tức rất trẻ trung. Tuổi tác của hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua chúng ta. Hắn nhất định là tu luyện một loại nào đó thối thể chi pháp, tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua thần vương cảnh. Trước đó có ánh sáng màu lam bảo vệ, thúc đẩy lịch sử tăng lên không có cảm giác xuất Diệp Thần Phong cụ thể nhục thân cường độ,
hơn nữa trước đó hắn hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, hắn đoán chừng Diệp Thần Phong nhục thân nhiều nhất tại thần tôn cảnh mà thôi. Bây giờ linh khí dòng sông khôi phục, nhục thân dù sao cũng là phụ trợ tính, chỉ có chân thật tu vi mới là vương đạo, cho nên hắn cho là mình tuyệt đối sẽ không thua nữa. An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng ngược lại cũng đồng ý lịch sử tăng lên cách nói, bọn hắn dù sao cũng không có thấy Diệp Thần Phong dựa vào nhục thân trực tiếp phá hủy phòng ốc cảnh tượng, trong lòng bọn họ cũng kìm nén một hơi đây. Khưu Hạo cùng nói ra, phía tây vừa vặn vọt lên hào quang màu tím. Sau đó chúng ta linh khí dòng sông liền khôi phục, e sợ phía tây xuất hiện thứ không tầm thường rồi, tiểu tử kia có lẽ liền ở phía tây. Lịch sử tăng lên khóe miệng cười lạnh nói, vậy chúng ta vẫn chờ làm gì? Ta đã đợi không kịp muốn cho tiểu tử kia tại ta dưới bàn chân kêu rên. Dứt tiếng, lịch sử tăng lên một nhóm người, tốc độ bọn họ cực nhanh hướng về phía tây lao đi rồi. Mà hướng về dưới mặt đất đi đến Diệp Thần Phong đám người, bọn hắn đã là đi tới dưới đáy, chỉ thấy tại dưới đáy là một chỗ phi thường cung điện to lớn. Tòa cung điện này được chế tạo tráng lệ. Cùng sau lưng Diệp Thần Phong Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi, các nàng một mực lặng lẽ quan sát Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong biểu hiện ra hết thảy đều làm cho các nàng khiếp sợ, từ ở cửa thành bên ngoài sử dụng tới thân thể mạnh mẽ bắt đầu. Chỗ này bên trong cung điện bài biện vô cùng đơn giản, chỉ là tại chỗ này cung điện chính giữa cũng để đó một cái to lớn màu vàng quan tài. Cái này màu vàng quan tài, cùng bên ngoài lơ lửng màu vàng quan tài cơ hồ là giống nhau như đúc. Diệp Thần Phong đi tới cái này màu vàng quan tài bên cạnh, hắn cũng không hề cảm nhận được cái này màu vàng quan tài có những gì đặc thù. Hắn đưa bàn tay đặt tại trên nắp quan tài, tỉ mỉ cảm ứng trong quan tài động tĩnh. Hắn không có tại trong quan tài cảm giác được hô hấp và có vật còn sống tồn tại. Lông mày của hắn chậm rãi nhíu lại, hắn đem quan tài cho đẩy ra. Chỉ thấy tại trong quan tài là một bộ bảo tồn hoàn hảo khô. Thi, mơ hồ có thể thấy được một cái có khô. Thi quần áo trên người cực kỳ hoa lệ, một loại bản năng trực giác nói cho Diệp Thần Phong. Cái này cụ khô, thi phải là Vĩnh Hằng Đại Đế rồi. Nếu như đây là Vĩnh Hằng Đại Đế lời nói. Như vậy vừa vặn ở trong đầu hắn vang lên âm thanh kia lại là tới từ ở ai. Diệp Thần Phong cẩn thận quan sát tòa cung điện này, chỗ này trong cung điện bài biện tuy nói đơn giản, nhưng bố cục cực kỳ nghiêm cẩn. Hơn nữa tại đây nơi bên trong cung điện có các loại bất đồng trận pháp, có tới hơn vạn loại nhiều, chỉ bất quá toàn bộ bị người cho phá hư hết. Diệp Thần Phong thử một quyền đánh vào khô, thi thể thượng, oanh, một tiếng, một quyền đi xuống, khô. Thì lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Nói cách khác cái này cụ khô, thì tại khi còn sống hẳn là vượt qua thần đế cảnh đỉnh phong tồn tại, khả năng không có đến sống mãi, nhưng hẳn là vô hạn tiếp cận sống mãi rồi, cho nên hắn xương cốt mới sẽ như thế cứng rắn. Hiện tại tổng cộng xuất hiện hai cái màu vàng quan tài. Bây giờ oanh đánh một quyền sau đó Diệp Thần Phong hầu như có thể xác định đây chính là Vĩnh Hằng Đại Đế. Như vậy bên ngoài chiếc kia màu vàng nằm trong quan tài lại là người nào? Quan trọng nhất là bên ngoài cái kia chiếc quan tài bên trong có hô hấp. Một cái suy đoán từ từ tại Diệp Thần Phong trong đầu hình thành. Chẳng lẽ nói năm đó Vĩnh Hằng Đại Đế bị người cho tính kế, hắn bố trí ở chỗ này tất cả, cuối cùng toàn bộ cho người khác làm áo cưới. Có người chiếm dụng nơi này. Có thể nói là tu hú chiếm tổ chim khách rồi. Hỗn độn thời đại Vĩnh Hằng Đại Đế nói thế nào cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, rốt cuộc là ai chiếm lấy nơi này đâu này. Diệp Thần Phong ánh mắt một lần nữa tập trung vào màu vàng quan tài bên trong, hắn khẽ cau mày, hắn tại quan tài trên nội bích nhìn thấy một ít có khắc chữ nhỏ. Nhìn kỹ, chỉ thấy mặt trên viết, không cam lòng, ta không cam lòng, ta Vĩnh Hằng Đại Đế là sẽ không chết. Những chữ này khắc được siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí cuối cùng không có khắc xong. Nhìn thấy thời khắc này kiểu chữ sau, Diệp Thần Phong 100% khẳng định, nằm ở nơi này liền là chân chính Vĩnh Hằng Đại Đế rồi. Sự tình so với Diệp Thần Phong vốn là muốn còn muốn phức tạp, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm yếu áp sát rồi, cái kia tu hú chiếm tổ chim khách người, tuyệt đối sẽ không khiến hắn thoải mái như vậy rời đi nơi này. Diệp Thần Phong đem Vĩnh Hằng Đại Đế thi, thể, từ trong quan tài rời đi ra, nếu đến nơi này. Như vậy hắn tự nhiên yếu tìm một chút có những gì chính mình có thể dùng được đồ vật, hắn bỗng nhiên cảm giác Vĩnh Hằng Đại Đế khô. Thì có chút không đúng lắm.
Chương 2589, năm đó bí ẩn. Ngưng mắt, ánh mắt như ngừng lại Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng bàn tay. Tuy nói bây giờ Vĩnh Hằng Đại Đế biến thành một bộ khô. Thì rồi, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được tại hắn trong lòng bàn tay phải, khắc họa một cái phi thường cổ quái đồ án, ở cái này trên đồ án trả hiện ra một loại đẹp mắt lộng lẫy. Diệp Thần Phong đem Vĩnh Hằng Đại Đế thi, thể đặt ở trên mặt đất, hắn không kiềm hãm được đưa tay ra đụng vào cái kia cổ quái đồ án. Tại ngón tay của hắn chạm vào đồ án trong nháy mắt, hắn hai cái lông mày lập tức chăm chú nhíu lại. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi không có đoán được nhiều như vậy, các nàng cũng không có thấy trong quan tài trên vách khắc chữ, ánh mắt của các nàng đại đa số thời gian đều tập trung ở Diệp Thần Phong trên người. Chỉ thấy tại Diệp Thần Phong thủ chạm vào cái kia cổ quái đồ án sau, từ trong bức vẽ bạo phát ra nhất cổ ánh sáng, này cổ ánh sáng nhanh chóng chui vào bên trong thân thể của hắn, này làm cho Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi rất gấp gáp. Ánh sáng tại chui vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể sau đó nhanh chóng chảy vào trong đầu của hắn, tại trong đầu của hắn diễn biến ra một vài bức đồ án. Này một vài bức đồ án sâu chuỗi thành một câu chuyện cũ, đây cũng là Vĩnh Hằng Đại Đế khi còn sống hồi ức. Diệp Thần Phong liếc nhìn Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi, ta không sao, hai người các ngươi không cần phải để ý đến ta. Nói xong, hắn liền đắm chìm tại Vĩnh Hằng Đại Đế khi còn sống trong trí nhớ rồi. Hắn biết hay là từ nơi này đoạn trong trí nhớ, hắn có thể giải mở hết thảy bí ẩn rồi. Nghe thấy Diệp Thần Phong lời nói sau, Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, hai người bọn họ cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ chỗ này cung điện rồi, các nàng cũng phát hiện khắc vào trong quan tài trên vách chữ. Sắc mặt của các nàng bắt đầu trở nên âm tình bất định lên, thân là bên trong giới thiên chi kiêu nữ. Các nàng tự nhiên cũng bắt đầu chậm rãi đoán được một ít chuyện. Hai người bọn họ tại đây nơi bên trong cung điện hành tẩu lên, cẩn thận nhìn xem chỗ này bên trong cung điện các loại bố trí. Tại đây nơi cung điện trên vách tường khắc họa các loại đồ án, những này đồ án rất nhiều đều không nhìn ra khắc vẽ chính là cái gì. Lan Nhược tỷ, ngươi tới xem bức đồ án này, đôi mắt này thật là dọa người. Phương Đoá Nhi nhẹ giọng nói ra. Chỉ thấy bên phải chếch trên vách tường khắc họa một tấm mặt quỷ. Tại đây trương quỷ trên mặt. Kinh khủng nhất là của hắn một đôi mắt. Đôi mắt này khắc họa cực kỳ khủng bố làm người ta sợ hãi, phảng phất có thể thôn phệ lòng người bình thường. Từ đôi mắt này bên trong tản ra một loại ma lực kỳ quái, gấp rút khiến hai người bọn họ ánh mắt tập trung vào đôi mắt này bên trên. Các nàng chỉ cảm giác trong đầu càng ngày càng hôn mê rồi, nhưng ánh mắt trước sau chuyển không ra đôi mắt này, phảng phất ánh mắt của bọn họ được này đôi khủng bố con mắt cho đã cuốn lấy. Mà thân ở cách đó không xa Diệp Thần Phong, hắn hoàn toàn lâm vào Vĩnh Hằng Đại Đế khi còn sống trong trí nhớ, không có chú ý tới Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi biến hóa bên này. Ở trong đầu hắn xuất hiện một vài bức hình ảnh, trong đó một cái thân mặc trường bào màu trắng nam nhân. Hắn một lần lại một lần chiến thắng vô số đối thủ, mỗi một lần chiến đấu đều là kinh thiên động địa, thậm chí là hủy thiên diệt địa. Diệp Thần Phong biết cái này trường bào màu trắng nam nhân phải là Vĩnh Hằng Đại Đế rồi. Ở trong đầu hắn xuất hiện trong trí nhớ, mỗi lần Vĩnh Hằng Đại Đế xuất hiện địa phương, toàn bộ đều có một ánh mắt che lấp lão đầu đi theo. Căn cứ chui vào trong đầu hắn phần này ký ức, hắn biết ông lão này tên là Thiên Ưng, hắn là Vĩnh Hằng Đại Đế nô bộc, cũng là Vĩnh Hằng Đại Đế khi còn sống duy nhất một vị nô bộc. Khởi điểm vị này đi theo Vĩnh Hằng Đại Đế nô bộc. Cũng không ai biết hắn tên gọi là gì. Nhưng là tu vi của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, tại tay phải của hắn trên MU bàn tay đâm vào một con hùng ưng đồ án. Lâu dần, những người còn lại cho hắn lấy Thiên Ưng cái tên này. Thiên Ưng chính là Vĩnh Hằng Đại Đế thu phục nô bộc, thực lực đó tại năm đó chỉ là hơi chút yếu Vĩnh Hằng Đại Đế một bậc. Phần này trong trí nhớ thanh Vĩnh Hằng Đại Đế cùng Thiên Ưng sự tình cũng nói rõ rõ ràng ràng. Năm đó Vĩnh Hằng Đại Đế chiến thắng Thiên Ưng sau, hắn vốn là muốn phải đem Thiên Ưng giết đi, ai biết Thiên Ưng chủ động cầu xin tha thứ, nguyện ý vì nô tỳ bộc, tại một phen khổ sở cầu xin dưới, Vĩnh Hằng Đại Đế trên trời ưng trong thức hải gieo cấm chế, để Thiên Ưng đi theo bên cạnh hắn, từ nay về sau Thiên Ưng liền thành Vĩnh Hằng Đại Đế trung thành lão bộc. Tuế nguyệt trôi qua, không biết quá rồi mấy ngàn năm, Thiên Ưng vẫn đối với Vĩnh Hằng Đại Đế trung thành tuyệt đối. Trong ngày thường không có biểu hiện ra cái gì bất mãn,
thậm chí có một lần Vĩnh Hằng Đại Đế tại gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm. Thiên ưng không quan tâm tính mạng mình mới thúc đẩy Vĩnh Hằng Đại Đế tránh được một kiếp. Chính là lâu ngày mới rõ lòng người. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng ở chung, Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng không có coi Thiên ưng là làm người hầu đối đãi. Hắn đem trên trời ưng trong óc gieo xuống cấm chế thu lại rồi. Tại lấy đi cấm chế sau, Thiên ưng không có bất kỳ thay đổi nào, như cũ là đối Vĩnh Hằng Đại Đế trung thành tuyệt đối. Thẳng đến hỗn độn thời đại hạo kiếp đến, Vĩnh Hằng Đại Đế bắt đầu vì nghênh tiếp hạo kiếp làm chuẩn bị, hắn nghĩ ra một cái hay là có thể sống tiếp phương pháp, mà cái phương pháp này được Thiên ưng trong lúc vô tình cho biết rồi. Từ ngày đó bắt đầu, Thiên ưng cũng tay trong lòng mình kế hoạch rồi, hắn tự tay đem Vĩnh Hằng Đại Đế bố trí tất cả làm hỏng, đồng thời đến rồi một cái tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm đi Vĩnh Hằng Đại Đế tất cả khổ tâm cùng kế hoạch. Năm đó ở hỗn độn thời đại hạo kiếp đến thời điểm. Hỗn độn thời đại cường giả tu vi toàn bộ dồn dập bị hạn chế, nguyên bản Vĩnh Hằng Đại Đế muốn bảo lưu một tia khí tức, đợi được tương lai phục sinh. Nhưng tất cả mọi chuyện toàn bộ nằm ngoài dự đoán của hắn, năm đó Thiên ưng khi biết hỗn độn thời đại hạo kiếp muốn tới rồi, hắn chủ động nói với Vĩnh Hằng Đại Đế muốn chính mình rời đi. Mà Vĩnh Hằng Đại Đế phương pháp chỉ có thể để chính hắn sống tiếp. Hắn nhìn trời ưng vị này trung thành nô bộc cũng có tình cảm, hắn đồng ý Thiên ưng quyết định. Ai biết, tại Vĩnh Hằng Đại Đế bố trí xong toàn bộ tất cả, tiến vào chuẩn bị xong trong quan tài, muốn để mình nằm ở hôn mê thời điểm. Biết hết thảy kế hoạch Thiên ưng đi mà quay lại, hắn đem Vĩnh Hằng Đại Đế quan tài cho phong bế, phá đi chu vi bố trí tất cả trận pháp, đem Vĩnh Hằng Đại Đế mạnh mẽ khốn đã bị chết ở tại quan tài bên trong. Còn hắn thì lợi dụng Vĩnh Hằng Đại Đế bố trí ở nơi này còn lại tất cả, hắn cũng đã sớm chế tạo tốt một cái giống nhau như đúc quan tài, lén lút cũng bố trí xong rất nhiều chuyện, hắn chiếm đi nơi này tất cả mọi thứ, thay thế Vĩnh Hằng Đại Đế. Xuất ra đầu tiên, bị vây chết tại trong quan tài Vĩnh Hằng Đại Đế, đã đến trước khi chết một khắc đó, trong lòng của hắn là tràn đầy vô cùng vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn này mới biết mình là ngây thơ cỡ nào, đang tu luyện giới bên trong. Nào có cái gì cảm tình tồn tại. Năm đó Thiên ưng rất có thể đủ ẩn nhẫn. Cảm thụ chui vào trong đầu phần này hồi ức, Diệp Thần Phong trong lòng cũng cảm thán liên tục, đường đường hỗn độn thời đại tuyệt thế đại năng Vĩnh Hằng Đại Đế, cuối cùng lại bị nô bộc của chính mình cho tính kế, thật có thể nói là thế sự khó liệu. Nguyên bản Vĩnh Hằng Đại Đế có thể sống cho tới bây giờ, nhưng hiện tại nhưng là nô bộc của hắn thay thế hắn sống cho tới bây giờ rồi. Tu luyện giới hiểm ác có thể thấy được chút ít. Chương 2590, chủ động tới chịu chết. Chui vào Diệp Thần Phong trong đầu hồi ức hầu như yếu phát ra xong. Tại cuối cùng một đoạn trong trí nhớ, rõ ràng nói rõ Vĩnh Hằng Đại Đế đem chính mình khi còn sống hết thảy tuyệt học, toàn bộ giấu ở bên trong thân thể của hắn rồi, chỉ có đem Thiên ưng tiên huyết nhỏ ở trên thân thể của hắn, mới có thể thu được hắn Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa. Vĩnh Hằng Đại Đế có ý tứ là muốn để hậu nhân giúp hắn báo thù. Vĩnh Hằng Đại Đế thân thể cực kỳ cứng rắn, trong tình huống bình thường căn bản không phá hư được, cho dù có thể phá hủy, cũng không rõ ràng hắn đem truyền thừa tàng tại thân thể chỗ nào. Phải hay không yếu tại thân thể hoàn chỉnh dưới tình huống mới có thể thu được truyền thừa. Nhắm mắt lại cảm thụ đoạn này hồi ức Diệp Thần Phong, hắn đem đoạn này hồi ức xem lướt qua sau khi xong, hắn chậm rãi mở mắt ra. Khi hắn mở mắt thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi. Hai nữ nhân này giờ khắc này cặp mắt vô thần, dường như hai cái cọc gỗ bình thường, hai người bọn họ dĩ nhiên lẫn nhau ngắt lấy cổ của đối phương, các nàng ngắt lấy cổ của đối phương tại càng ngày càng dùng sức, hai người bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ đem cổ của đối phương cho chặt đứt, nhưng hai người bọn họ trên mặt lại không có bất kỳ một tia vẻ mặt thống khổ. Diệp Thần Phong lập tức hướng về Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi lướt tới, bàn tay phân biệt đặt tại hai người bọn họ trên ót, bên trong thân thể linh khí chậm rãi truyền vào. Rất nhanh, Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi trong con ngươi vẻ mặt đang khôi phục linh chuyển động, hai người bọn họ có phần mê man cùng nghi hoặc, bàn tay của các nàng chả ngắt lấy cổ của đối phương đây. Tại Diệp Thần Phong nói với các nàng chuyện mới vừa rồi sau, hai người bọn họ là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Các nàng thiếu một chút liền lẫn nhau đồng quy vu tận. Các nàng chỉ nhớ rõ vừa vặn đang nhìn đến tường bên trên có khắc họa khủng bố con mắt, sau đó các nàng tiến vào một loại ảo giác bên trong.
Tại loại này ảo giác bên trong, có một người dáng dấp như quỷ người ngắt lấy cổ của các nàng muốn tránh thoát cũng tránh thoát không được. Cũng chỉ có thể đủ bóp lấy cổ của đối phương. Đang nghe xong Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi miêu tả sau đó Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía khắc họa tại trên tường một đôi mắt. Trong mắt của hắn trước sau ngưng, trong này giấu giếm một cái mê huyễn trận. Vừa vặn các ngươi là tiến vào trong ảo giác rồi. Diệp Thần Phong bây giờ muốn thu được Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa, hắn nhất định muốn thanh thiên ưng tiên huyết nhỏ ở Vĩnh Hằng Đại Đế trên thân thể. Bây giờ nhìn lại trước đó ở trong đầu hắn vang lên thanh âm, phải là đến từ chính thiên ưng, mà trôi nổi ở bên ngoài giữa không trung màu vàng quan tài, bên trong nằm phải là thiên ưng bản thân rồi. Về phần Vĩnh Hằng chi thủy bên trong lưu lại từng tia một ý thức, khẳng định cũng là tới từ ở thiên ưng. Chỗ này bên trong cung điện ngoại trừ Vĩnh Hằng Đại Đế thi. Thể cùng trên tường đồ án bên ngoài, không có còn lại địa phương đặc thù rồi. Diệp Thần Phong hướng xuống đất bên trên đi tới rồi. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi không hỏi quá nhiều, hai người bọn họ như cũ là đi theo Diệp Thần Phong phía sau. Mà giờ khắc này, trên mặt đất, lịch sử tăng lên, An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng đám người. Bọn hắn đi tới đi về dưới đáy lối vào chỗ. Bọn hắn không có lập tức hướng về dưới mặt đất đi đến, nơi này tràn đầy các loại nguy hiểm cùng quái lạ, hơn nữa trong thông đạo một mảnh đen như mực, ai biết bên trong có những gì. Diệp Thần Phong có phải không thật sự đã đến dưới mặt đất đi? Còn có Diệp Thần Phong có hay không ở bên trong bố trí mai phục? Lịch sử tăng lên đám người tuy nói không cho là Diệp Thần Phong tu vi hội vượt qua thần vương cảnh, thế nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng đạo lý bọn hắn đều hiểu. Tùy tiện xuống đất dưới, này đối với bọn hắn đến nói không có lợi. Lịch sử tăng lên nhìn lên bầu trời bên trong chiếc kia màu vàng quan tài, hắn tạm thời rời đi đề tài, các ngươi nói cái kia chiếc quan tài bên trong nằm phải hay không Vĩnh Hằng Đại Đế. Xuất hiện ở trong người linh khí dòng sông khôi phục, có muốn hay không đạp không đi tới tìm tòi hư thực. Khưu Hạo cùng lắc đầu nói, lịch sử tăng lên, trong quan tài nằm phải là Vĩnh Hằng Đại Đế bản thân. Vừa vặn giữa không trung cũng xuất hiện Vĩnh Hằng Đại Đế lưu lại rồi, chỉ cần chúng ta có thể tìm được mở ra quan tài chìa khóa, là có thể thu được Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa. Nếu như tại không có thu được chìa khóa dưới tình huống, trực tiếp hắn đạp không đến quan tài bên cạnh lời nói, ai biết có thể hay không có cái gì nguy hiểm. An Tuấn Tài gật đầu tán đồng, Khưu Hạo cùng nói không sai, hiện tại chúng ta hay là trước đem tiểu tử kia giải quyết lại nói. Về phần Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa, chúng ta liền bằng bản lãnh của mình thu được. Lịch sử tăng lên nhìn xem đi về dưới mặt đất lối vào, khi hắn quyết định yếu cẩn thận một chút tiến vào bên trong thời điểm, hắn nghe được từ trong đó có động tĩnh truyền ra, thật giống có người ở đi tới, có thể là tiểu tử kia. An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo Si Ba cảm thấy động tĩnh, hai người bọn họ ánh mắt cũng tập trung vào lối vào, đã có người đang đi tới. Như vậy bọn hắn cũng sẽ không chuẩn bị hướng về dưới đáy đi đến. Theo thời gian trôi đi, tiếng bước chân tại càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi dáng dấp khắc sâu vào bọn hắn trong tầm mắt. Lịch sử tăng lên không tự kìm hãm được nói, Lan Nhược. Là các ngươi ở phía dưới, tiểu tử kia phải hay không cùng với các ngươi? Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi tự nhiên biết lịch sử tăng lên nói chính là Diệp Thần Phong rồi. Hai người bọn họ là rõ ràng Diệp Thần Phong tu vi, đường đường thần đế cảnh sơ kỳ thực lực, nhục thân cường độ càng là yêu nghiệt, lịch sử tăng lên bọn hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt quả thực là nhỏ yếu vô cùng con kiến. Tuy nói Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi đối lịch sử tăng lên bọn hắn không có hảo cảm, nhưng dù sao cũng coi như là quen biết một hồi, Tống Lan Nhược nói ra, lịch sử tăng lên, ta xem lúc trước ân oán liền xóa bỏ đi. Lịch sử tăng lên nghe được Tống Lan Nhược lời nói sau, hắn cho rằng đây là Tống Lan Nhược đang vì Diệp Thần Phong cầu tình, hắn cực kỳ thấm mặt người bàng trở nên càng thêm dữ tợn lên, Lan Nhược, ngươi xem một chút dáng dấp của ta bây giờ, ngươi cho là ta có thể sẽ cùng tiểu tử kia xóa bỏ sao? Vừa vặn tại đi tới thời điểm, Diệp Thần Phong giữa đường dừng lại một chút, bởi vì thiên ưng thanh âm lại ở trong đầu hắn vang lên, cho nên hắn để Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi trước tiên lên đây. Tống Lan Nhược, Phương Đoá Nhi, chuyện lần này ta khuyên các ngươi vẫn là ở một bên nhìn xem, các ngươi vừa vặn một mực cùng tiểu tử kia cùng nhau. Bây giờ trong gân mạch linh khí dòng sông hoàn toàn khôi phục rồi, các ngươi hẳn phải biết tu vi của tiểu tử đó đi nha. Xuất hiện tại các ngươi vì hắn biện hộ cho,
xem ra tu vi của hắn yếu so với chúng ta yếu hơn không ít. Khưu Hạo cùng tự cho là đúng nói. An Tuấn Tài cũng nói, trước đó hắn không phải nói chúng ta là hai cái chó ngoan sao. Ta muốn khiến hắn nằm trên mặt đất học hai tiếng chó sủa ta nghe nghe, vừa vặn hắn nhưng là phách lối làm. Nhìn thấy lịch sử tăng lên đám người cử động, Tống Lan Nhược trong lòng là cười khổ không thôi, thật là của nàng đang biện hộ cho, chẳng qua là tại vì bọn họ biện hộ cho mà thôi. Tiểu ma nữ Phương Đoá Nhi nói ra, Lan Nhược tỷ, chúng ta quản bọn họ làm gì? Xuất ra đầu tiên. Đang lúc này, Diệp Thần Phong cũng từ dưới mặt đất đi ra. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó lịch sử tăng lên đám người toàn bộ làm nóng người lên, bên trong thân thể thật khí thế đột nhiên kéo lên. Diệp Thần Phong đang nhìn đến lịch sử tăng lên đám người sau đó hắn không có hứng thú tại những con ruồi này trên người lãng phí thời gian, trong cơ thể hắn thần đế cảnh sơ kỳ sóng khí đột nhiên khuếch tán mà ra, xem ra các ngươi liền một điểm làm con ruồi giác ngộ cũng không có. Một trực ông la hoảng con ruồi, làm dễ dàng bị người cho sợ chết, các ngươi là chủ động tới chịu chết đấy sao? Chương 2591, Thiên Ưng động thủ. Diệp Thần Phong thanh âm rất bình tĩnh, không chứa bất kỳ một tia mùi thuốc súng. Tại bên trong thân thể của hắn sóng khí hướng về chu vi khuếch tán mà ra sau đó lịch sử tăng lên, An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng đám người bộ mặt lập tức cứng ngắc ở. Từng đôi mắt trợn lên so với đèn lồng còn lớn hơn, cảm thụ Diệp Thần Phong trên người truyền tới khí thế, bọn hắn có một loại không thở nổi thống khổ cảm giác, là ai nói Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không vượt qua thần vương cảnh. Diệp Thần Phong vốn là thần đế cảnh sơ kỳ tu vi ah. Khuôn mặt thảm không nỡ nhìn lịch sử tăng lên, trong cổ họng hắn phát không ra bất kỳ một tia thanh âm, hắn cảm giác ông trời quá yêu cùng hắn nói giỡn, có cần hay không trêu hắn như vậy. Hắn mới chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ thực lực ah, tại Diệp Thần Phong trước mặt hắn liền một cái không bằng cái rắm, coi như là 10 cái hắn cũng không phải là Diệp Thần Phong đối thủ, hai người bọn họ hoàn toàn không phải cùng một cấp độ thượng. Diệp Thần Phong lông mày lần thứ hai nhíu lại, chỉ nghe Thiên Ưng thanh âm ở trong đầu hắn vang vọng lên, tiểu tử, người thật sự không có ý định phối hợp ta. Trước đó người phá hủy nơi này trận pháp. Đã là để lão phu ta tức giận cực kỳ, ngươi đây là muốn khiêu chiến của ta điểm mấu chốt sao? Ngươi chỉ là thần đế cảnh sơ kỳ mà thôi, không có sự đồng ý của ta, ngươi đời này cũng nghỉ muốn rời khỏi nơi này. Diệp Thần Phong ở trong lòng hồi đáp, ngươi chẳng qua là vĩnh hằng đại đế nô bộc mà thôi, nhưng ngươi loại này người kỳ thực liền làm nô bộc tư cách cũng không có, hội cắn ngược lại chủ nhân chó, đây cũng không phải là một cái chó ngoan. Diệp Thần Phong trong đầu trở nên yên tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, Thiên Ưng âm trầm vô cùng âm thanh mới lần thứ hai vang lên, tiểu tử, ngươi hiểu rõ ta nghịch lân sao? Vĩnh hằng đại đế tính là thứ gì? Ta là nô bộc của hắn, ta là nô bộc của hắn. Ha ha ha, bây giờ là ta Thiên Ưng sống đến bây giờ, vĩnh hằng đại đế sớm đã trở thành kiểu quá khứ rồi, ta Thiên Ưng nhất định sẽ tại bây giờ cái thời đại này quật khởi. Tiểu tử, ngươi cũng cho chờ, ta sẽ cho ngươi vì lời của mình đã nói trả giá thật lớn. Diệp Thần Phong trong lòng rõ ràng, cho dù hắn nguyện ý cùng Thiên Ưng phối hợp, e sợ Thiên Ưng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, dù sao Thiên Ưng nhưng là liền chủ nhân của mình cũng có thể hại người chết. Lại nói, hắn đối Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa cũng có hứng thú, muốn thu được Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa. Nhất định muốn thu được Thiên Ưng tiên huyết, người cũng sẽ trở thành kiểu quá khứ. Diệp Thần Phong ở trong lòng nói rất hờ hững. Hắn không lại đi để ý tới Thiên Ưng thanh âm rồi, những người còn lại hẳn là đều không có cảm thấy được hắn và Thiên Ưng đối thoại, hắn đưa mắt một lần nữa tập trung vào lịch sử tăng lên trên người bọn họ. Đối với những thứ này con ruồi, Diệp Thần Phong cho lúc trước qua bọn hắn sống sót cơ hội, đáng tiếc bọn hắn đều không có quý trọng ah. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ sẽ không còn có rồi, Diệp Thần Phong không có ý định lại để những con ruồi này ong ong kêu loạn. Hắn trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển. Từng tầng không gián đoạn thật khí thế bộc phát ra. Chịu đến khí thế sau khi bị trùng kích. Phù phù, một tiếng. Khưu Hạo cùng cái thứ nhất quỳ xuống, trước mặt cục diện rất rõ ràng rồi, bọn hắn tất cả mọi người gộp lại cũng không đủ Diệp Thần Phong nhét kẻ răng. Hắn còn không muốn chết, ta là một cái chó ngoan, ta sẽ không chống đỡ ngài đường. Tại Khưu Hạo cùng sau khi quỳ xuống. An Tuấn Tài sắc mặt khó coi cũng quỳ xuống, tình thế bức người, hắn không có cái khác lựa chọn tốt hơn,
ta cũng là một cái chó ngoan, cầu ngài tha ta một mạng. Hai người này lần lượt hướng về Diệp Thần Phong sau khi quỳ xuống, những người còn lại cũng dồn dập quỳ xuống, chỉ có Lịch Sử Tăng Lên cứng ngắc đứng tại chỗ rồi. Lịch Sử Tăng Lên trong lòng dẫy dụa cực kỳ, hắn cũng sợ chết, hắn cũng không muốn chết, hắn thân là bên trong giới thiên chi kiêu tử. Chưa từng như thế uất ức qua, hắn tức giận trong lòng yếu tạc nòng rồi, nhưng đầu gối của hắn tại càng ngày càng cong, có một loại hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống nói xin lỗi xu thế. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi, các nàng xem đến Khưu Hạo cùng đám người hành vi sau. Tống Lan Nhược là lắc lắc đầu, người đã vừa mới nhắc nhở qua rồi, đáng tiếc Khưu Hạo cùng đám người căn bản không nghe khuyên. Phương Đoá Nhi đối với Khưu Hạo cùng đám người là xì mũi coi thường, ở trong mắt nàng những này bình thường nhân mô cẩu dạng ra hỏa, đã đến thời khắc mấu chốt dĩ nhiên toàn bộ là loại nhu nhược. Đối với Khưu Hạo cùng đám người quỳ xuống xin lỗi, Diệp Thần Phong căn bản là thờ ơ không động lòng. Hắn không phải một cái hội tùy tiện thay đổi ý nghĩ người, nhưng tại hắn muốn động thủ thời điểm. Vĩnh Hằng Thành bầu trời lơ lửng chiếc kia màu vàng quan tài, từ phía trên tản ra nhất cổ hào quang màu vàng. Chỉnh chiếc quan tài tại trên bầu trời xoay tròn, hơn nữa tốc độ xoay tròn tại càng lúc càng nhanh, cuối cùng số vệt sáng phân biệt quang. Bắn, đã đến Lịch Sử Tăng Lên nhóm người trên thân. Tại hào quang màu vàng bao phủ lại bọn hắn, sau đó thân thể bọn họ bên trong linh khí đột nhiên sôi trào lên, trong cơ thể khí thế liên tục tăng lên, thực lực của bọn họ lại đang điên cuồng đột phá, này làm cho Diệp Thần Phong là nhíu mày đến. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở. An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng liền từ thần vương cảnh trung kỳ tăng lên tới thần đế cảnh sơ kỳ, mà Lịch Sử Tăng Lên nhưng là từ thần vương cảnh hậu kỳ tăng lên tới thần đế cảnh trung kỳ. Mấy người còn lại đều tăng lên tới nửa bước thần đế tầng thứ. Tình cảnh này thực sự quá quỷ dị, Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi mày liễu chăm chú nhăn lại. Nguyên bản đang chậm chậm uốn lượn đầu gối chính là Lịch Sử Tăng Lên, hắn cảm nhận được trong cơ thể thần đế cảnh trung kỳ thật khí thế sau. Hắn khuôn mặt lộ ra điên cuồng vẻ mặt, đây chính là thần đế cảnh trung kỳ thực lực A-Hát. Diệp Thần Phong cũng chỉ có vẻn vẹn thần đế cảnh sơ kỳ, hắn không lại yêu cầu cúi đầu trước Diệp Thần Phong rồi. Lịch Sử Tăng Lên điên cuồng nở nụ cười, bên trong thân thể thần đế cảnh trung kỳ thật khí thế không ngừng được kích phát đi ra. Mà xuống quỳ trên mặt đất An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng đám người, bọn hắn cũng toàn bộ từ trên mặt đất đứng lên. Tuy nói bọn hắn không biết tại sao không giải thích được nhanh chóng như vậy tăng vào thực lực, thậm chí bọn hắn chả không phản ứng kịp, nhưng bọn họ biết hiện tại bọn hắn không cần e ngại Diệp Thần Phong rồi, bọn hắn có cùng Diệp Thần Phong đối kháng thực lực. Diệp Thần Phong cảm thụ Lịch Sử Tăng Lên các loại người khí thế trên người, hắn cảm giác được những người này khí thế trên người phi thường quái lạ, có một chút là có thể khẳng định, Thiên Ưng động thủ. Là Thiên Ưng đem Lịch Sử Tăng Lên thực lực của bọn họ đột nhiên tăng lên đi lên. Xem ra Thiên Ưng không có năng lực trực tiếp đối Diệp Thần Phong động thủ, chỉ có thể mượn Lịch Sử Tăng Lên tay của bọn họ tới đối phó hắn. Diệp Thần Phong lông mày là càng nhăn càng chặt rồi, Lịch Sử Tăng Lên những người này thái bạch. Si, chết đến nơi rồi bọn hắn chả đắc chí. Bọn hắn có thể nhanh chóng như vậy tăng cao thực lực, hoàn toàn là một loại tà. Môn, lệch ra. Nói, thân thể của bọn họ nằm ở một loại không vững vàng trong trạng thái, lúc nào cũng có thể thân thể nổ tung mà chết. Tiểu tử, người yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thoải mái như vậy chết, người đối với ta mà nói chả có tác dụng lớn nơi. Thiên Ưng thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu lần thứ hai vang lên. Đối mặt tăng lên thực lực Lịch Sử Tăng Lên đám người, Diệp Thần Phong biểu lộ không có biến hóa quá lớn, hắn đối với Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi. Nói ra, hai người các ngươi đến một bên đi. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi là muốn nói lại thôi, cuối cùng các nàng vẫn là nghe đi theo Diệp Thần Phong lời nói. Từ trước đó bắt đầu vẫn là Diệp Thần Phong tại chủ đạo các nàng, cảnh này khiến hai người bọn họ dần dần thói quen phương thức này. Chương 2592, Phiến Bạo. Các ngươi là được ta Vĩnh Hằng Đại Đế người được chọn, tại các ngươi trong những người này có một người có thể thu được của ta truyền thừa. Nhưng, ở trước đó, các ngươi nhất định muốn bắt lại cho ta không có bị ta tuyển chọn tiểu tử kia, ta từ trên người hắn cảm thấy bất đồng khí tức, chỉ sợ hắn tiến vào nơi này là muốn phá hoại của ta truyền thừa. Thiên Ưng thanh âm vang vọng tại trong không khí, Lịch Sử Tăng Lên đám người cũng không biết năm đó bí ẩn,
bọn hắn vẫn đúng là Thanh Thiên Ưng Thanh Âm cho rằng là Vĩnh Hằng Đại Đế Thanh Âm rồi, bọn hắn trong nháy mắt trở nên nhiệt huyết sôi trào lên, nguyên bản là muốn đem Diệp Thần Phong đạp ở dưới bàn chân, bây giờ có Vĩnh Hằng Đại Đế giúp trợ giúp bọn hắn, này để cho bọn họ là tự tin tăng gấp bội. Lan Nhược, các ngươi dự định đứng ở nơi này tiểu tử phía bên kia. Lẽ nào các ngươi không nghe thấy Vĩnh Hằng Đại Đế lời nói sao? Tiểu tử này tuyệt đối có gì đó quái lạ, mau trở lại đến chúng ta nơi này đến. Tu vi tăng lên tới thần đế cảnh trung kỳ sau đó lịch sử tăng lên là 10 phần phấn khích, hắn căn bản không có Thanh Diệp Thần Phong để ở trong mắt, dường như trước đó lần thứ nhất thấy đến Diệp Thần Phong như thế. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi đều biết chân chính Vĩnh Hằng Đại Đế đã bị chết, mặc dù nói các nàng không biết Vĩnh Hằng Đại Đế cùng Thiên Ưng ở giữa ân oán, nhưng ít ra các nàng biết thanh âm này không thể nào là đến từ chính Vĩnh Hằng Đại Đế. Còn có lịch sử tăng lên bọn hắn nguyên bản thực lực chỉ có thần vương cảnh, mà bây giờ bọn hắn lại đã tới thần đế cảnh, đây căn bản là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, phải biết thần vương cảnh cùng thần đế cảnh trong lúc đó, chả cách một cái thần tôn cảnh đây này. Hơn nữa tại thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong còn có bốn đại cảnh giới, coi như là Vĩnh Hằng Đại Đế cũng không khả năng để thực lực bọn hắn đạt được nhanh chóng như vậy tăng lên, cho nên trong này tuyệt đối có vấn đề. Lịch sử tăng lên đám người là bị thực lực tăng lên choáng váng đầu óc rồi, bọn hắn giờ khắc này hoàn toàn là lâm vào tăng cao thực lực cùng yếu thu được Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa trong hưng phấn, cho nên bọn hắn mới không có nghĩ nhiều như thế. Lịch sử tăng lên, trong đầu của ngươi giả bộ đều là ngươi họ sao? Vĩnh Hằng Đại Đế sớm đã bị chết, âm thanh này căn bản không phải đến từ chính Vĩnh Hằng Đại Đế. Phương Đoá Nhi hướng về phía lịch sử tăng lên nói ra. Bộ mặt không ra dáng từ lịch sử tăng lên, khóe miệng của hắn giật giật. Sử cùng phân. Phương Đoá Nhi có ý tứ là trong đầu hắn tràn đầy phân. Lan Nhược, này chính là của các ngươi lựa chọn sao? Rất tốt, ta muốn có được nữ nhân, căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lịch sử tăng lên đầu lưỡi liếm môi một cái. Tại Khưu Hạo cùng đám người không hề động thủ trước đó. Lịch sử tăng lên trong gân mạch linh khí dòng sông đã sắp nhanh thúc chuyển động, trên người hắn thần đế cảnh trung kỳ thật khí thế bạo phát đã đến cực hạn. Bóng người giống như quỷ mị hướng về Diệp Thần Phong lướt tới. Bây giờ lịch sử tăng lên tu vi cao hơn Diệp Thần Phong rồi, hắn tự nhận là hắn một người muốn bắt được Diệp Thần Phong là thừa sức. Hắn biết tại thần đế cảnh bên trong, một cái tiểu tầng thứ chênh lệch, đây chính là khác nhau một trời một vực. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi căn bản thấy không rõ lắm rồi, hai người bọn họ trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy lo lắng, các nàng rõ ràng lịch sử tăng lên là trúng kế, trúng rồi âm thanh kia chủ nhân quỷ kế. Các nàng có thể khẳng định lịch sử tăng lên đám người cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, cho nên bọn họ kiên định đứng ở Diệp Thần Phong bên này. Diệp Thần Phong đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, tuy nói lịch sử tăng lên tu vi tăng lên tới thần đế cảnh trung kỳ, nhưng khí thế của hắn làm phù phiếm, hắn dù sao không phải chân chính thần đế cảnh trung kỳ. Diệp Thần Phong đem lịch sử tăng lên động tác là nhìn nhất thanh nhị sở. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi yếu làm sao né tránh. Có bản lĩnh ngươi lại một cái tát đem ta đập bay à? Lần này ta muốn cho ngươi nếm thử được không ngừng tát một phát tư vị. Ta muốn đem ngươi khuôn mặt này cho phiến hư thúi. Lịch sử tăng lên điên cuồng giống giận. Tiểu ma nữ Phương Đoá Nhi ngữ khí lo lắng hỏi, Lan Nhược tỷ, hắn sẽ không có chuyện gì sao? Nếu như hắn có chuyện, như vậy chúng ta liền sẽ rơi xuống lịch sử tăng lên trong tay bọn họ rồi. Tống Lan Nhược lông mày từ đầu đến cuối không có buông ra, người lắc lắc đầu. Người nhìn không thấu Diệp Thần Phong. Thế nhưng bây giờ lịch sử tăng lên đã có thần đế cảnh trung kỳ tu vi, theo lý tới nói, Diệp Thần Phong không thể nào là lịch sử tăng lên đối thủ rồi. Nhưng ai biết hội sẽ không phát sinh cái gì kỳ tích đâu này. Động thủ chậm một bước An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng đám người, bọn hắn đã tới không kịp động thủ, dù sao lịch sử tăng lên tu vi tại bọn hắn bên trên, tốc độ tự nhiên còn nhanh hơn bọn họ hơn nhiều. Khưu Hạo cùng khó chịu nói ra. Được lịch sử tăng lên ra hỏa này cướp được tiên cơ, không biết bắt tiểu tử này là không cùng thu được truyền thừa có quan hệ. Bằng không chúng ta nhưng sẽ thua lỗ lớn. An Tuấn mới lên tiếng, hiện tại chả có biện pháp gì. Lịch sử tăng lên là nhất định sẽ đem tiểu tử này bắt lại rồi, kế tiếp chúng ta đều cũng có nhưng có thể thu được truyền thừa người,
lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp đối với chúng ta động thủ. Tại An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng trong khi nói chuyện. Chỉ thấy Lịch Sử Tăng lên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, bàn tay phải của hắn nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong gò má quạt ra ngoài, một chưởng này bên trong ẩn chứa hắn cực hạn sức mạnh. Trong không khí vang lên vù vù thanh âm, tại bàn tay của hắn chu vi tràn ngập từng đạo vô cùng sắc bén kinh khí. E sợ vậy thần đế cảnh sơ kỳ cường giả được một tát này cho phiến bên trong. Không nói lập tức tử vong lời nói, khẳng định chỉnh cái đầu lập tức trở nên thảm không nỡ nhìn rồi. Lịch Sử Tăng lên khóe miệng cười gần càng lúc càng lớn. Miệng quát, tiểu tử, người né tránh nữa a hát, có bản lĩnh người né tránh nữa a hát, mặt của ta ngứa quá, người có phải hay không lại cho ta một cái tát nếm thử. Người có bản lãnh này sao? Lịch Sử Tăng lên tấn mãnh một cái tát phiến ở Diệp Thần Phong trên gương mặt, trực tiếp xuyên thấu Diệp Thần Phong chỉnh cái đầu. Hắn trong quạt chỉ là một đạo tàn ảnh. Thấy cảnh này Lịch Sử Tăng lên, hắn hơi sững sờ, hắn bỗng nhiên có một loại phi thường dự cảm không tốt, sau lưng một trận sởn cả tóc gáy, Diệp Thần Phong đi nơi nào. Diệp Thần Phong thật sự tránh thoát hắn một cái tát, cái này không thể nào a hát, đây căn bản không thể nào a hát. Hắn hôm nay là thần đế cảnh trung kỳ tu vi. Đùng, một tiếng vang giòn. Lịch Sử Tăng lên chỉ cảm giác gương mặt của mình đau xót, cả người nhất thời cách mặt đất, tiếp lấy trong đầu hắn ý thức từ từ biến mất rồi. Ầm một tiếng. Được Diệp Thần Phong trong quạt một tát này, hắn chỉnh cái đầu trực tiếp ở trong không khí bạo liệt ra, lúc này tại Vĩnh Hằng trong thành không có ánh sáng màu lam bao phủ hắn. Dựa vào chính hắn, hắn đương nhiên là không ngăn được Diệp Thần Phong công kích. Phải biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu vượt ra khỏi vậy thần đế cảnh trung kỳ cường giả, mà Lịch Sử Tăng lên nhiều nhất chỉ có thể tính là giả thần đế cảnh trung kỳ cường giả, hắn tự nhiên là không ngăn được Diệp Thần Phong bàn tay. Diệp Thần Phong vẩy vẩy bàn tay của chính mình, ánh mắt nhìn về phía An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng đám người, nói ra các ngươi bằng hữu này phải hay không đầu có vấn đề. Lại muốn cầu ta lại phiến hắn một cái tát, ta là một cái rất dễ nói chuyện người. Ta tự nhiên là muốn thỏa mãn hắn yêu cầu này rồi. Đáng tiếc a hát, các người bằng hữu này đầu quá giòn một chút, không khống chế lại lực đạo, thanh đầu của hắn cho trực tiếp phiến bạo. Thực sự là thật không tiện. Chương 2593, huyết dịch chảy hết. Nguyên bản liệu định Diệp Thần Phong nhất định sẽ được Lịch Sử Tăng lên bắt xuống An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng đám người, bọn hắn nghe được Diệp Thần Phong nhẹ bỗng âm thanh truyền vào trong tai. Xem đến mặt đất thượng Lịch Sử Tăng lên thê thảm chết đi hình dáng sau, bọn hắn đầu trong nháy mắt đường ngắn, sự tình một lần nữa vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Mà Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, các nàng hiện tại cũng coi như là cùng Diệp Thần Phong ngồi chung một cái thuyền, tự nhiên là không hy vọng Diệp Thần Phong có chuyện, chỉ là Diệp Thần Phong như thế dứt khoát giải quyết xong thực lực tiêu thăng đến thần đế cảnh trung kỳ Lịch Sử Tăng lên, đây là hai người bọn họ cũng không nghĩ tới qua. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở vang vọng ở trong không khí, tại Diệp Thần Phong muốn đối Khưu Hạo cùng đám người động thủ thời điểm. Lại là ầm, một tiếng, Lịch Sử Tăng lên không, đầu, thi, thể cũng không có dấu hiệu nào bạo liệt ra. Nổ tung thành xương máu biến thành một cột máu, vọt thẳng đánh về phía trên bầu trời màu vàng quan tài. Tại cột máu xung kích tại màu vàng trên quan tài trong nháy mắt. Cột máu lại biến thành từng cây cực nhỏ huyết tuyến, từng vòng đem trọn khẩu màu vàng quan tài cho quấn chặt lấy rồi. Một đám phế vật vô dụng, lưu các ngươi để làm gì? Thiên ưng thanh âm vang vọng ở vùng thế giới này trong lúc đó. Tại tiếng nói của hắn hạ xuống thời khắc. An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác cực kỳ khó chịu, phảng phất xương cốt toàn thân, gân mạch. Tế bào cùng da thịt các loại tất cả đều đang nhanh chóng bành trướng, thân thể có một loại cũng bị no bể bụng xu thế. Ngoại trừ An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng hai người, còn lại mấy cái so với thực lực bọn hắn thấp người tu luyện, thân thể nhanh chóng ở trong không khí nổ tung thành từng đoàn xương máu. Những huyết vụ này toàn bộ biến thành cột máu, hướng về giữa bầu trời màu vàng quan tài đánh tới. Cùng vừa vặn Lịch Sử Tăng lên cột máu như thế. Những này cột máu đang trùng kích đến màu vàng trên quan tài sau đó trực tiếp biến thành từng cây cực nhỏ huyết tuyến. Quấn quanh ở cả thanh màu vàng quan tài bên trên. An Tuấn Tài cùng Khưu Hạo cùng nhìn thấy còn lại thân thể của con người toàn bộ nổ tung rồi,
đến giờ phút này rồi, bọn hắn mới cảm giác mình như thế mãnh liệt tăng cao thực lực không đúng. Nhìn thấy toàn thân mình trên da xuất hiện từng cái rậm rạp chằng chịt vết máu rồi, những này vết máu dường như mạng nhện giống như. Tại trên thân thể của bọn họ mặt lan tràn. An Tuấn Tài cùng Khư Hạo cùng điên cuồng vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông, nỗ lực muốn đem này cỗ bành trướng cho áp chế xuống, đáng tiếc bọn hắn căn bản là uổng phí sức mạnh, khóe miệng không ngừng có tiên huyết tại tràn ra. Coi Diệp Thần Phong là làm cuối cùng một cái phao cứu mạng rồi, An Tuấn Tài miệng phun tiên huyết quát, cứu ta, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Khư Hạo cùng cũng muốn cầu cứu. Chỉ là hắn căn bản chưa kịp đem lời nói ra khỏi miệng. Hai tiếng. An Tuấn Tài cùng Khư Hạo cùng thân thể cũng toàn bộ bạo liệt ra. Bọn hắn cùng lúc trước người như thế, cuối cùng máu tươi của bọn hắn toàn bộ biến thành quấn chặt lấy màu vàng quan tài tơ máu. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh tại ngắn ngủn 10 trong vài giây, Diệp Thần Phong nhìn lên bầu trời bên trong được từng cây tơ máu bao phủ màu vàng quan tài, trong đầu hắn là như có điều suy nghĩ, hắn nhìn thấy này chiếc quan tài đang chậm chậm hấp thu những này tơ máu. Hoặc là nói là trong quan tài thiên ưng đang chậm chậm hấp thu những này tơ máu. Trước đó tại Vĩnh Hằng thành cửa thành, không ít người tu luyện toàn bộ chết thảm, cuối cùng bọn hắn toàn bộ hóa thành huyết thủy, nhanh chóng thẩm thấu tiến dưới mặt đất. Những kia thẩm thấu tiến dưới mặt đất tiên huyết, vô cùng có khả năng cũng là được thiên ưng cho hấp thu. Này Vĩnh Hằng Hà vực mở ra rất nhiều lần rồi, mỗi một lần đều sẽ có không ít người tu luyện chết ở chỗ này. Nếu như thiên ưng đúng là hấp thu những người này tiên huyết, như vậy hắn khẳng định hấp thu như thế số lượng to lớn tiên huyết. Xem ra hấp thu tiên huyết tuyệt đối cùng thiên ưng khôi phục có quan hệ. Bây giờ tuy nói thiên ưng sống đến nay, nhưng thân thể của hắn khẳng định cũng xuất hiện một loại nào đó tình hình rồi. Diệp Thần Phong không thể đứng đấy chờ đợi thiên ưng khôi phục, hắn liếc nhìn Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi, nói ra các ngươi đứng tại chỗ không nên cử động. Nói xong. Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông thôi thúc, thân ảnh của hắn bay thẳng đến giữa bầu trời màu vàng quan tài đạp không mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đi tới được tơ máu bao phủ màu vàng quan tài trước mặt, hắn có thể đủ càng thêm cảm giác được rõ rệt trong quan tài nặng nề tiếng hít thở. Tiểu tử, lão phu nhẫn nại là có cực hạn, chiến lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta. Bất quá, này rất tốt, ngươi càng thêm phù hợp yêu cầu của ta rồi. Thiên ưng thanh âm vang vọng ở trong không khí. Diệp Thần Phong không có ý định chờ đợi thêm rồi. Hắn bay thẳng đến màu vàng quan tài triển khai công kích. Mà chiếc kia màu vàng quan tài cũng giống như cảm thấy Diệp Thần Phong động tác, nó đột nhiên cấp tốc trượt lui một khoảng cách lớn. Sau đó, lấy một cỗ bạo trùng lực lượng, tấn mãnh hướng về Diệp Thần Phong thân thể va chạm mà tới. Diệp Thần Phong nắm tay phải trực tiếp đột nhiên oanh kích mà ra. Quả đấm của hắn được một tầng dày nặng linh khí bao vây, bốn phía không gian rất có vặn vẹo lên, chói tai tiếng xé gió vang vọng ra. Cong, một tiếng. Diệp Thần Phong cánh tay tê dại một hồi, mà chiếc kia màu vàng quan tài trực tiếp bị hắn cho đánh bay ra ngoài. Hắn không có dừng lại xuống ý tứ, bóng người nhanh chóng đuổi kịp màu vàng quan tài, cả người đứng ở màu vàng quan tài bên trên. Hai chân đột nhiên đi xuống chừng. Cả thanh màu vàng quan tài nhanh chóng hướng về trên mặt đất rơi xuống. Oanh! Cuối cùng toàn bộ màu vàng quan tài có một nửa lâm vào trong lòng đất, thế nhưng này chiếc quan tài ở bề ngoài lại không có nửa điểm hư hao bộ dáng. Bao vây lấy màu vàng quan tài tơ máu cũng toàn bộ biến mất rồi, hẳn là bị trong quan tài thiên ưng cho hấp thu hoàn tất rồi. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, ta sẽ cho ngươi hối hận. Thiên ưng tiếng giống giận dữ vang lên. Diệp Thần Phong hai tay đặt tại trên nắp quan tài, hắn muốn đem nắp quan tài mở ra, nhưng là hắn dùng lực đẩy một cái, trên nắp quan tài lại lóe lên phức tạp màu vàng hoa văn. Tại đây khẩu màu vàng trên quan tài lại vẫn khắc họa không ít trận pháp, muốn đem nắp quan tài mở ra, nhất định muốn phá giải những trận pháp này. Cũng may những trận pháp này chút nào không làm khó được Diệp Thần Phong, hắn bằng tốc độ nhanh nhất phá tiếp lấy từng cái trận pháp. Thẳng đến cái cuối cùng trận pháp phá giải xong xuôi, hai tay của hắn lần nữa đặt tại trên nắp quan tài, muốn đem nắp quan tài cho đẩy ra. Nhưng lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại, hắn chỉ cảm giác hai tay của mình được nắp quan tài cho hút vào, căn bản không có biện pháp rời đi, hơn nữa hắn hai bàn tay trong lòng là một trận mãnh liệt đâm nhói,
hắn có thể cảm giác được lòng bàn tay của hắn được phá vỡ, tiên huyết không ngừng từ trong vết thương đang chảy xuôi mà ra. Cả thanh màu vàng quan tài dường như Dracula như thế, tại thông qua Diệp Thần Phong lòng bàn tay hai đạo vết thương, điên cuồng nuốt chửng trong cơ thể hắn tiên huyết. Diệp Thần Phong bên trong thân thể huyết dịch chảy hết càng lúc càng nhanh, hắn chỉ cảm thấy tứ chi một trận vô lực, cả người cũng có một loại co quắp ngã xuống khuynh hướng, sắc mặt là càng ngày càng trắng bệch. Tiểu tử, ta nói rồi ngươi sẽ hối hận, Thiên Ưng tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên. Chương 2594, hút máu, cho ngươi thổ huyết. Diệp Thần Phong huyết dịch toàn thân đang nhanh chóng hướng về hai bàn tay tâm tập trung, thông qua lòng bàn tay thương miệng không ngừng chảy xuôi mà ra, phảng phất là có cỗ to lớn sức hút, tại đem toàn thân hắn huyết không ngừng hấp. Đi ra, trong lòng bàn tay chảy xuôi mà ra tiên huyết, đang nhanh chóng thẩm thấu tiến màu vàng quan tài bên trong, cả thanh màu vàng quan tài tràn ngập lên một tầng yêu dị màu đỏ, cho người một loại phi thường cảm giác quái dị. Được, rất tốt, ngươi chính là ta cần cuối cùng một vị thuốc dẫn, chỉ cần có ngươi sau đó ta Thiên Ưng rất nhanh sẽ có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Tiểu tử, lão phu ta hội nhớ kỹ ngươi, có thể làm cho ta nhớ kỹ ngươi, cái này cũng là ngươi một loại vinh hạnh, ngoan ngoãn phối hợp ta đi. Thiên Ưng âm lãnh thanh âm ở trong không khí không ngừng quanh quẩn. Diệp Thần Phong co quắp ngồi ở trên mặt đất, bên trong thân thể của hắn vô cùng quái lạ, liền ngay cả thôi thúc linh khí dòng sông cũng có vẻ quái lạ cực kỳ, hắn căn bản khiến không hơn bất kỳ một tia sức mạnh, dùng hết toàn lực muốn đem hai tay rời đi nắp quan tài, nhưng hai tay của hắn phảng phất bị đinh ở trên nắp quan tài, lôi kéo kéo liền đau đớn cực kỳ, quan trọng nhất là căn bản nhúc nhích không được mảy may. Bên trong thân thể tiên huyết rất nhiều trôi qua, này thúc đẩy Diệp Thần Phong ra thịt đang trở nên điệp nhíu lại. Sắc mặt tái nhợt như vừa mới chát phấn qua vách tường, môi cũng có vẻ khô quắt lên. Cách đó không xa Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi thấy thế, các nàng lập tức đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nhưng nàng nhóm căn bản không biết phải làm sao. Các nàng nỗ lực muốn giúp Diệp Thần Phong thủ trưởng rời đi nắp quan tài. Nhưng ở bàn tay của các nàng chạm vào Diệp Thần Phong cánh tay lúc, bàn tay của các nàng có một loại bị vô số căn sắc bén châm điên cuồng đâm vào cảm giác. Căn bản không phát huy ra sức mạnh của mình đến. Tiểu tử, không nên giãy giụa nữa rồi, người tất cả giãy giụa toàn bộ là uổng công vô ích. Thiên Ưng cười lạnh nói. Diệp Thần Phong mũi cùng trong miệng khí tức càng ngày càng khí gấp rút rồi, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ một hơi thở không được khí mà mất mạng. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người bọn họ cắn môi một cái. Đưa tay ra cùng ấn về phía nắp quan tài. Các nàng căn bản không cầm được Diệp Thần Phong cánh tay, không cách nào đem kéo động Diệp Thần Phong thủ trưởng rời đi nắp quan tài, ở khác không biện pháp dưới tình huống. Các nàng chỉ có thể thử đi đè lại nắp quan tài, xem có thể hay không thúc đẩy nắp quan tài. Các nàng rõ ràng nếu như Diệp Thần Phong chết rồi, hai người bọn họ khẳng định cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng tại hai người bọn họ thủ trưởng yếu đặt tại trên nắp quan tài thời điểm, từ màu vàng quan tài trên người lao ra khỏi hai đạo khí thế. Trực tiếp va chạm tự tại hai người bọn họ trên thân thể. Hai cái không biết tự lượng sức mình tiểu nữ oa, cho ta đến một bên ở đi. Thiên Ưng lãnh đạm nói. Chịu đến khí thế sau khi đụng, Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong miệng là hộc ra tiên huyết, trong thời gian ngắn không cách nào từ mặt đất đứng lên rồi. Mà lúc này Diệp Thần Phong, sắc mặt của hắn trắng bệch dọa người rồi. Toàn thân da thịt cũng nhăn nheo mà lại khô quắt lợi hại. Bây giờ hai tay bị hạn chế ở tại trên nắp quan tài, nơi này pháp tắc không gian cũng vẫn còn trong hạn chế, lẽ nào hắn thật sự cũng bị Thiên Ưng cho rút khô huyết dịch sao? Trong đầu ý thức càng ngày càng mơ hồ, khi hắn yếu bất tỉnh đi nháy mắt, hắn bên trong đan điền thất sắc xin sen lấp lánh lên. Thất sắc xin sen chính là đại địa huyết dịch. Thất sắc xin sen đột nhiên từ Diệp Thần Phong bên trong đan điền dâng lên, cũng hướng về hắn hai bàn tay hội tụ đi qua. Tại thất sắc xin sen tuôn ra sau khi đi ra, nguyên bản yếu mất Diệp Thần Phong, hắn khôi phục mấy phần tỉnh táo. Tiểu tử, trước đó nếu như người nguyện ý ngoan ngoãn phối hợp, người cũng sẽ không như thế thống khổ. Đáng tiếc a hát, ngươi không muốn nghe lời của ta. Thiên Ưng trong giọng nói tràn đầy hí hành hạ. Nhìn xem tình huống càng ngày càng không đúng Diệp Thần Phong. Không cách nào từ mặt đất đứng lên Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi,
hai người bọn họ trên mặt cũng lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, các nàng rõ ràng cái này nằm ở trong quan tài người. Một khi đem Diệp Thần Phong giải quyết xong, kế tiếp liền muốn đến phiên hai người bọn họ rồi. Lan Nhược tỷ, không nghĩ tới chúng ta lần này thật sự sẽ chết ở nơi này, sớm biết sẽ là kết quả này, ta tuyệt đối sẽ không tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực bên trong tới, nơi này căn bản chính là một cái bẫy, một cái âm mưu, từ đâu tới cơ duyên gì. Phương Đoá Nhi khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Tống Lan Nhược nói ra, Đoá Nhi, có thể thay thế được Vĩnh Hằng Đại Đế người ở chỗ này. Thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường, khẳng định cũng là hỗn độn thời đại nhân vật có tiếng tăm. Lần này không có bất kỳ kỳ tích xảy ra. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi cũng không biết Vĩnh Hằng Đại Đế cùng Thiên Ưng sự tình. Tống Lan Nhược đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem Diệp Thần Phong, lấy hắn bực này tuổi, hắn đem đến nguyên bản hội có một cái rực rỡ tương lai. Đáng tiếc hắn lại phải chết ở chỗ này rồi. Khôi phục một ít thanh tỉnh Diệp Thần Phong, hắn đương nhiên cũng cảm thấy từ bên trong đan điền tuôn ra thất sắc xin sen. Thất sắc xin sen dù sao cũng là đại địa huyết dịch, có thể vào lúc này bỗng nhiên sản sinh phản ứng, tuyệt đối là có dụng ý, hơn nữa trong đầu hắn ý thức lại đang càng ngày càng rõ ràng. Người cái phản bội chủ nhân lão già, sự tình còn chưa tới cuối cùng, e sợ bây giờ còn không phải kết luận thời điểm. Diệp Thần Phong cắn răng nói ra. Ồ, lẽ nào ngươi còn có cái gì lá bài tẩy, còn muốn trở mình, lão phu ta đều tiếp lấy, ngươi ngược lại là xuất ra cho ta mở mang tầm mắt. Thiên Ưng trêu chọc nói. Nhưng mà, trên trời ưng tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Thất sắc xin sen từ Diệp Thần Phong lòng bàn tay trong vết thương dâng lên, thông qua nắp quan tài, thất sắc xin sen trực tiếp thẩm thấu tiến vào trong quan tài. Sát theo đó, một đạo cực kỳ thê thảm tiếng quát tháo vang vọng ở trong thiên địa, a hát. Đạo này tiếng kêu thảm thiết xuất hiện cực kỳ đột ngột, Thiên Ưng điên cuồng âm thanh vang lên, con vật nhỏ, trong máu của ngươi có những gì? Ngươi đáng chết, ngươi quả thực là đáng chết. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ thấy trước đó được hút đi tiên huyết, thông qua lòng bàn tay vết thương, tại không ngừng mà trở về Diệp Thần Phong bên trong thân thể rồi. Trên người hắn nhăn nheo cùng khô quắt da thịt đang chậm chậm khôi phục dồi dào, rất nhanh hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Tuôn ra vết thương của hắn thất sắc xin sen chả chưa có trở lại trong cơ thể hắn, hắn phát hiện bàn tay của mình có thể rời đi nắp quan tài rồi. Bàn tay của hắn vi vi đi lên rời đi một ít, nhưng từ hắn trong lòng bàn tay có nhất cổ linh khí bốc lên, này cổ linh khí kết nối lấy nắp quan tài cùng bàn tay của hắn. Ngoại trừ thất sắc xin sen bên ngoài, Diệp Thần Phong trước đó được hấp đi huyết dịch toàn bộ trở về, chỉ thấy còn có tiên huyết ở trên không nắp quan tài bên trong nhô ra, loại này tiên huyết hiện ra một loại màu đỏ sậm, trong đó có một loại cổ quái sóng năng lượng. Con vật nhỏ, người dừng tay cho ta, người lập tức dừng tay cho ta. Thiên Ưng khàn cả giọng âm thanh âm vang lên. Diệp Thần Phong lập tức đoán được này màu đỏ sậm tiên huyết hẳn là tới từ ở Thiên Ưng. Hắn vừa vặn yêu cầu Thiên Ưng tiên huyết đến thu được Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa. Hắn lạnh nói, lão già, ngươi không phải là muốn hấp máu tươi của ta sao? Hiện tại ta cho ngươi nếm thử thổ huyết tư vị. Chương 2595, truyền thừa, Vĩnh Hằng Bảo Điển. Tại nắp quan tài bên trong không ngừng có màu đỏ sậm tiên huyết nhô ra, Thiên Ưng tiếng giống giận dữ tràn ngập ở trong thiên địa. Con vật nhỏ, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cả thanh màu vàng quan tài đột nhiên rung động chuyển động, ầm. Một tiếng, dây nặng nắp quan tài tự chủ hướng về giữa không trung sôi trào đi tới. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân đột nhiên lui về phía sau 5 bước. Xíu, một tiếng. Thất sắc xin sen tháo chạy trở về Diệp Thần Phong bên trong thân thể, cuối cùng một lần nữa về tới đan điền của hắn bên trong. Trên bàn tay của hắn phương lơ lửng một đoàn ám dòng máu màu đỏ, những huyết dịch này cũng đều là đến từ chính Thiên Ưng, có những huyết dịch này sau đó hẳn là đầy đủ thu được Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa. Nắp quan tài tự chủ mở ra sau đó Diệp Thần Phong có thể nhìn thấy trong quan tài tình hình rồi. Chỉ thấy tại trong quan tài nằm một bộ thi, thể, cổ thi thể này cả người được một tầng tương tự băng vải mảnh vải bao phủ chặt chẽ. Tại trong quan tài chả tràn ngập nồng nặc huyết thủy. Những này huyết thủy đang không ngừng tiến vào thi. Thể trong cơ thể, lại không ngừng từ thi. Thể trong cơ thể đi ra, đây là một cái không ngừng tuần hoàn quá trình.
Diệp Thần Phong con mắt hơi híp lại, chỉ thấy từ trong quan tài có một loại hồng sắc khí thể tại liên tiếp bốc lên. Loại này hồng sắc khí thể đang nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, Diệp Thần Phong tiện tay nhặt lên một cục đá ném vào hồng sắc khí thể phạm vi bên trong. Khối này cục đá tại chạm vào hồng sắc khí thể trong nháy mắt, trực tiếp ở trong không khí biến thành hư vô. Từ màu vàng trong quan tài toát ra hồng sắc khí thể tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa tại màu vàng quan tài chu vi lại xuất hiện một tầng phòng hộ. Lấy Diệp Thần Phong bước đầu đoán chừng, muốn phá vỡ tầng này phòng hộ, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, huống hồ hắn cũng không rõ ràng có thể hay không chống đỡ không ngừng ở trong không khí lan tràn hồng sắc khí thể. Muốn thừa cơ hội này giải quyết Thiên Ưng là không thể nào, hắn liếc mắt nhìn không cách nào đứng lên Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi, hắn trực tiếp xuất hiện tại hai người bọn họ bên cạnh. Đem hai người bọn họ nắm ở trong tay. Về phần Thiên Ưng tiên huyết được Diệp Thần Phong tạm thời dùng linh khí ngưng kết lại, tiện tay bỏ vào trong ngực của mình, hắn mang theo Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi hướng về dưới lòng đất lao đi rồi. Hiện tại cũng không tìm được rời đi nơi này cửa ra vào. Chẳng bằng trước tiên đi xem Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa là cái gì. Thiên Ưng ở tình huống như vậy cũng không thể chủ động triển khai công kích. Lấy Diệp Thần Phong suy đoán, Thiên Ưng chỉ ít trong thời gian ngắn không cách nào đối với bọn họ làm cái gì, bọn hắn chỉ cần né tránh tràn ngập ở trong không khí hồng sắc khí thể là được rồi. Khi tiến vào đi về dưới mặt đất lối vào sau đó theo cầu thang một đường nhanh chóng đi xuống đi tới, tại đi xuống đi tới trong quá trình. Diệp Thần Phong không ngừng đập vỡ thông đạo hai bên vách đá, chỉnh cái hai bên lối đi không ngừng có hòn đá rớt xuống. Tại hành tẩu một khoảng cách lớn sau đó Diệp Thần Phong đem Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi cho để xuống. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi cho tới bây giờ cũng không cách nào phục hồi tinh thần lại. Các nàng không nghĩ tới lại còn là kết quả này. Diệp Thần Phong rõ ràng mang theo các nàng lại một lần còn sống. Thông đạo hai bên rơi xuống đá vụn đem toàn bộ thông đạo cho chắn đến xít sao được rồi, những này đá vụn tuy nói không ngăn được loại kia hồng sắc khí thể, nhưng tối thiểu có thể hơi chút kéo dài một ít thời gian. Lại nói loại kia hồng sắc khí thể bình thường là đi lên bồng bềnh, chỉ có một bộ phận rất nhỏ hội đi xuống tung bay. Diệp Thần Phong có thể nhìn ra được Thiên Ưng cũng không cách nào khống chế những khí thể này, bằng không vừa vặn hẳn là đã sớm hội khống chế khí thể công kích bọn họ. Diệp Thần Phong thở ra một hơi sau đó hắn tiếp tục mang theo Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi đi xuống lao đi, hắn nhưng vẫn là không ngừng nổ nát hai bên vách đá, bọn hắn rất nhanh liền đi tới trước đó chỗ kia cung điện bên trong. Diệp Thần Phong đối với Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi, nói ra, hai người các ngươi chính mình trước tiên điều tức dưỡng thương. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi gật gật đầu, nhưng hai người bọn họ ánh mắt nhưng vẫn không có rời khỏi Diệp Thần Phong thân thể. Diệp Thần Phong không lại đi để ý tới các nàng. Hắn trực tiếp đi tới Vĩnh Hằng Đại Đế Khô, thi bên. Từ trước đó thu được phần kia trong trí nhớ, rõ ràng nói rõ, chỉ cần đem Thiên Ưng tiên huyết nhỏ ở Vĩnh Hằng Đại Đế thi. Trên hạ thể, như vậy Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa hẳn là sẽ xuất hiện rồi. Diệp Thần Phong đem Thiên Ưng tiên huyết lấy ra, hắn triệt hồi linh khí, nguyên bản ngưng động tiên huyết một lần nữa tại đã hòa tan. Cuối cùng một mạch tích đã rơi vào Vĩnh Hằng Đại Đế Khô. Thi thượng, tại tiên huyết nhỏ xuống sau. Những máu tươi này nhanh chóng thẩm thấu tiến vào Vĩnh Hằng Đại Đế Thi. Trong cơ thể, nguyên bản khô quắt thi. Trên hạ thể nổi lên một đạo ánh sáng đỏ ngòm. Sát theo đó, cảnh tượng khó tin xảy ra, chỉ thấy Vĩnh Hằng Đại Đế Thi. Thể lại đang từ từ đầy đặn. Chỉ là mấy cái nháy mắt, này nơi nào còn là cái gì khô. Thi. Vĩnh Hằng Đại Đế Thi, thể hoàn toàn biến dạng rồi, hắn khôi phục khi còn sống dáng dấp. Huyết nhục toàn bộ khôi phục lại, sắc mặt cũng đang từ từ trở nên hồng nhuận. Tình cảnh này để Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lui về phía sau hai bước. Mà cách đó không xa ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi, hai người bọn họ càng là nín thở. Thế nhưng, càng thêm cảnh tượng khó tin trả ở phía sau. Chỉ thấy Vĩnh Hằng Đại Đế mí mắt dĩ nhiên run rẩy hai lần, hắn từ từ mở mắt ra, một đôi bén nhọn con mắt nhìn thẳng Diệp Thần Phong. Được Vĩnh Hằng Đại Đế con mắt nhìn chằm chằm, Diệp Thần Phong sau lưng cũng có một trận cảm giác mát mẻ, sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn rồi, chẳng lẽ nói Vĩnh Hằng Đại Đế vẫn có thể phục sinh? Thiên Ưng tiên huyết là có thể để Vĩnh Hằng Đại Đế phục sinh. Tại Diệp Thần Phong suy nghĩ lung tung thời khắc,
Vĩnh Hằng Đại Đế khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, hắn không có mở miệng nói bất kỳ một câu nói. Ầm, một tiếng. Vĩnh Hằng Đại Đế thân thể bạo liệt ra, không có một tia một hào huyết phụ, thân thể của hắn ở trong không khí biến thành nhất cổ rực rỡ ánh sáng màu trắng. Đợi đến ánh sáng màu trắng từ từ tản đi, sau đó chỉ thấy ở trong không khí lơ lửng một bản cổ tịch. Quyển cổ tịch này là dùng một loại nào đó màu đen kim loại chế tác mà thành, tại cổ tịch bìa có khắc bốn chữ lớn Vĩnh Hằng Bảo Điển. Vĩnh Hằng Bảo Điển. Đây chính là Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa. Diệp Thần Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn biết vừa vặn Vĩnh Hằng Đại Đế căn bản không có phục sinh, chỉ là Vĩnh Hằng Đại Đế tại khi còn sống hẳn là ở trong cơ thể mình khắc họa một loại nào đó trận pháp, hoặc là thiết kế một loại nào đó cơ quan mà thôi. Vừa mới Vĩnh Hằng Đại Đế phục sinh cảnh tượng chỉ là một loại giả tạo mà thôi, xem ra nếu như không cần Thiên Ưng Tiên Huyết, căn bản là không thể nào để Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa xuất hiện, bởi vì cái này Vĩnh Hằng Bảo Điển đã cùng Vĩnh Hằng Đại Đế thân thể hòa làm một thể rồi, nếu như không cần Thiên Ưng Tiên Huyết kích phát lời nói, cho dù có năng lực đem Vĩnh Hằng Đại Đế thân thể từng khối tháo xuống, cuối cùng cũng không khả năng để Vĩnh Hằng Bảo Điển xuất hiện. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi tự nhiên cũng nhìn thấy trôi nổi ở trong không khí Vĩnh Hằng Bảo Điển, hai người bọn họ không kiềm hãm được hít một hơi. Lan Nhược tỷ, đây chính là Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa sao? Phương Đoá Nhi sờ môi hỏi. Tống Lan Nhược khẽ gật đầu, có lẽ vậy. Chương 2596, đây là muốn náo loại nào? Tại Vĩnh Hằng Bảo Điển trôi nổi ở trong không khí sau. Diệp Thần Phong đi tới Vĩnh Hằng Bảo Điển trước. Cả bản Vĩnh Hằng Bảo Điển yếu so với bình thường cổ tịch to lớn mà lại dày nặng. Bàn tay dò ra, đem Vĩnh Hằng Bảo Điển nắm trong tay, không có chịu đến bất kỳ lực cản. Chỉ là tại Vĩnh Hằng Bảo Điển cầm ở trong tay nháy mắt, Diệp Thần Phong chỉnh cái thân thể của con người chìm xuống, này Vĩnh Hằng Bảo Điển thực sự quá nặng đi. Két, 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 ầm. Diệp Thần Phong hai chân đứng yên trên mặt đất xuất hiện từng cái vết rạn nứt, sau đó mặt đất đột nhiên bạo liệt ra. Hắn hai cái chân nhỏ trực tiếp tiến vào dưới mặt đất. Lập tức nhanh chóng thôi thúc lên trong gân mạch linh khí dòng sông, này mới khiến hắn từ từ đem Vĩnh Hằng Bảo Điển cầm chắc tại bàn tay bên trong. Này Vĩnh Hằng Bảo Điển trọng lượng quá mức kinh người rồi, e sợ vậy thần đế cảnh trung kỳ cường giả cũng cầm không nổi Vĩnh Hằng Bảo Điển. Trong miệng chậm rãi nôn thở ra một hơi, tại cầm chắc Vĩnh Hằng Bảo Điển sau đó Diệp Thần Phong thử muốn mở ra Vĩnh Hằng Bảo Điển. Hắn muốn nhìn một chút Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa rốt cuộc là cái gì. Nhưng cho dù đem trong gân mạch linh khí dòng sông thôi thúc tới cực điểm, hắn cũng không cách nào đem Vĩnh Hằng Bảo Điển cho mở ra, này thúc đẩy lông mày của hắn lại nhíu lại. Chẳng lẽ nói mở ra phương thức không đúng, vẫn còn cần một cái nhỏ máu nhận chủ quá trình. Diệp Thần Phong đem ngón tay của chính mình cắt ra, tiên huyết nhỏ ở Vĩnh Hằng Bảo Điển phong trên mặt. Tại tiên huyết nhỏ xuống tại bìa sau đó Diệp Thần Phong tiên huyết nhanh chóng thẩm thấu tiến vào bìa ngoài bên trong. Có lẽ là được Diệp Thần Phong cho đã đoán đúng, tại tiên huyết thẩm thấu tiến phong mặt bên trong sau, cả bản Vĩnh Hằng Bảo Điển thượng tản ra nồng nặc hào quang màu xanh, khi hắn chả chưa kịp phản ứng thời điểm, Vĩnh Hằng Bảo Điển trực tiếp biến thành một đạo thanh sắc lưu quang, dĩ nhiên xông vào Diệp Thần Phong mi tâm trong óc. Chỉ là một cái chưa đầy cái nháy mắt. Cả bản Vĩnh Hằng Bảo Điển liền biến mất ở trong không khí. Diệp Thần Phong lập tức cảm ứng thức hải của mình, chỉ thấy Vĩnh Hằng Bảo Điển quả nhiên là trôi nổi khi hắn ba mảnh thức hải phía trên, khi hắn muốn phải như thế nào đem Vĩnh Hằng Bảo Điển cho lấy lúc đi ra. Cả bản Vĩnh Hằng Bảo Điển tại thức hải của hắn phía trên xoay tròn, từ Vĩnh Hằng Bảo Điển bên trong tản ra một cổ cường đại năng lượng. Diệp Thần Phong màu trắng, màu đen cùng màu vàng thức hải. Phảng phất là cảm thấy có ngoại lực xâm lấn, chúng nó lập tức không vui trở mình vọt lên. Muốn đem Vĩnh Hằng Bảo Điển cho đuổi ra ngoài. Nhưng Vĩnh Hằng Bảo Điển cũng không phải ngồi không, đối với Diệp Thần Phong ba mảnh thức hải xua đuổi, từ trên người nó tản ra càng thêm mãnh liệt sóng năng lượng, trực tiếp đem ba mảnh thức hải sức mạnh cho triệt tiêu. Vĩnh Hằng Bảo Điển tại ba mảnh thức hải phía trên xoay tròn càng lúc càng tăng nhanh, càng lúc càng tăng nhanh rồi. Nó trong đó một phần lực lượng dùng để ngăn cản ba mảnh thức hải xung kích, một bộ phận khác sức mạnh trực tiếp hướng về Diệp Thần Phong thân thể mỗi cái vị trí lao đi rồi. Cảm nhận được điểm này Diệp Thần Phong, hắn trong con ngươi vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, toàn thân hắn gân mạch bỗng nhiên có một loại giống như lửa thiêu đau nhức. Hắn ngay tại chỗ ngồi xuống.
chỉ thấy Vĩnh Hằng Bảo Điển bên trong khác một phần lực lượng, từ từ bắt đầu tập trung vào Diệp Thần Phong toàn thân gân mạch bên trên rồi. Nguồn sức mạnh này đến cùng muốn làm gì? Nguồn sức mạnh này tại tập trung vào hắn gân mạch thượng sau đó nhanh chóng thẩm thấu tiến vào hắn trong gân mạch. Hắn tu luyện thần huyết quyết, ma thiên quyết cùng long thần quyết, cho nên khi hắn bây giờ trong gân mạch có ba cái linh khí dòng sông. Nguồn sức mạnh này khi tiến vào hắn trong gân mạch sau đó đang điên cuồng chèn ép mặt khác ba cái linh khí dòng sông, thật giống nỗ lực muốn chen ra một cái trống không vị trí đi ra. Diệp Thần Phong gân mạch là từng trận như tê liệt đau nhức, cùng lúc đó, tại hắn trong đầu hiện lên một phần tu luyện công pháp pháp môn. Bản này công pháp danh tự kêu là Vĩnh Hằng Bảo Điển. Đây là muốn náo loại nào? Diệp Thần Phong bây giờ là rõ ràng trong thân thể một loạt biến hóa nguyên nhân, đây là muốn trực tiếp khiến hắn tu luyện Vĩnh Hằng Bảo Điển. Này đùa gì thế à? Hắn đã là tu luyện ba loại công pháp người rồi. Đang tu luyện giới bên trong, có thể đồng thời tu luyện hai loại công pháp người. Hầu như cũng không tồn tại, bình thường người tu luyện muốn đồng thời tu luyện hai tấm công pháp, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là trực tiếp gân mạch thác loạn mà chết. Diệp Thần Phong có thể đồng thời tu luyện ba loại phương pháp đã là lần đầu tiên được rồi, lại nói này ba loại công pháp trả toàn bộ là vô thượng công pháp. Ai biết bốn loại công pháp đồng thời tu luyện sẽ là cái gì kết cục? Có lẽ có thể bình an vô sự, nhưng làm cho không khéo cũng có thể sẽ có chuyện. Bốn loại công pháp đồng thời tu luyện. E sợ Lão Bạch cùng Lão Hắc ở nơi này cũng sẽ không đồng ý Diệp Thần Phong mạo hiểm như vậy. Dù sao hiện tại Diệp Thần Phong đã là thần đế cảnh sơ kỳ tu vi, ba loại công pháp hoàn toàn đủ hắn tu luyện, vạn nhất xảy ra vấn đề, vậy coi như yếu công lao đổ biển. Nhưng Diệp Thần Phong bây giờ căn bản không cách nào ngưng hẳn, chỉ cảm thấy nguồn sức mạnh kia tại không ngừng mà chui vào hắn trong gân mạch, nếu như hắn không dựa theo hiện lên trong đầu pháp môn khai thông lời nói. Như vậy hắn trong gân mạch mặt khác ba cái linh khí dòng sông tuyệt đối sẽ thác loạn. Hơn nữa toàn thân gân mạch là càng ngày càng căng đau, nếu như tại tiếp tục như vậy lời nói. Nói không chắc toàn thân hắn gân mạch hội nổ tung. Diệp Thần Phong căn bản là không khống chế được Vĩnh Hằng Bảo Điển, hắn đồng dạng là xem lướt qua pháp môn. Môn công pháp này tuyệt đối không ở thần huyết quyết các loại ba môn công pháp dưới, lại muốn tu luyện một môn vô thượng công pháp. Đồng thời tu luyện bốn loại vô thượng công pháp, đây cũng quá thao, chứng chứ. Cho dù đồng thời tu luyện ba loại vô thượng công pháp tại thần nguyên giới truyền ra, cũng đầy đủ làm cho cả thần nguyên giới sôi trào. Chớ nói chi là đồng thời tu luyện bốn loại vô thượng công pháp, chuyện này quả thật là yếu làm cho cả thần nguyên giới người tu luyện run rẩy a hát. Hiện tại Diệp Thần Phong căn bản không có đường lui có thể lui, hắn ngoại trừ cắn răng tu luyện Vĩnh Hằng Bảo Điển ở ngoài, hắn chả có biện pháp gì. Cố nén trong gân mạch đau nhức. Bắt đầu xem lướt qua hiện lên trong đầu công pháp, căn cứ pháp môn bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại rồi. Phương Đoá Nhi thấp giọng hỏi, Lan Nhược tỷ, chuyện gì xảy ra? Hắn là đang tu luyện Vĩnh Hằng Đại Đế công pháp, không phải nói người tu luyện chỉ có thể tu luyện một loại công pháp sao? Nếu như hắn tu luyện hai loại công pháp, chẳng phải là muốn trở thành thần nguyên giới người thứ nhất? Tống Lan Nhược gật đầu nói, hắn hẳn không phải là tự chủ yếu tu luyện Vĩnh Hằng Đại Đế công pháp. Vừa vặn Vĩnh Hằng Bảo Điển tiến vào trong biển ý thức của hắn, hắn có thể là vạn bất đắc dĩ mới tu luyện, hai loại công pháp đồng thời tu luyện, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Phương Đoá Nhi nói ra, Lan Nhược tỷ, hay là hắn có thể đủ đồng thời tu luyện hai loại công pháp, hắn cũng không phải người bình thường, cho tới bây giờ ta cũng không có nhìn thấu hắn rốt cuộc là cái gì người. Tống Lan Nhược thở dài, hy vọng hắn có thể đồng thời tu luyện hai loại công pháp đi. Đùa gì thế? Hai loại công pháp đồng thời tu luyện là cái dám gì a hát? Diệp Thần Phong qua lâu rồi cái này giai đoạn sơ cấp rồi, hắn bây giờ là yếu bốn loại vô thượng công pháp đồng thời tu luyện, quả thực là có chút tán dóc. Nếu để cho hai người bọn họ biết Diệp Thần Phong là bốn loại vô thượng công pháp đồng thời tu luyện, như vậy hai người bọn họ tuyệt đối không cách nào chấn định như thế rồi, còn không biết hội là một bộ cái gì vẻ mặt như gặp phải quỷ đây. Chương 2597, thế gian có sống mãi sao? Đem Vĩnh Hằng Bảo Điển pháp môn vận chuyển lại sau. Từ trên người Diệp Thần Phong tản ra điểm một chút hào quang màu xanh, hắn cả người gân mạch như cũ là đau nhức cực kỳ. Trong gân mạch vốn có ba cái linh khí dòng sông trở nên càng ngày càng hỗn loạn,
mạnh mẽ đâm tới xu thế hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Cái cỗ này tiến vào hắn trong gân mạch sức mạnh, nhưng vẫn là đang không ngừng chèn ép mặt khác ba cái linh khí dòng sông, thậm chí có một loại không chết không thôi dáng vẻ, căn bản vô pháp cùng mặt khác ba cái linh khí dòng sông sống chung hòa bình. Nguyên bản Diệp Thần Phong cho rằng vận chuyển vĩnh hằng bảo điển pháp môn sau đó trong gân mạch linh khí dòng sông nên hướng tới bình tĩnh. Nhưng ai biết cùng Diệp Thần Phong tưởng tượng hoàn toàn ngược lại, tại vận chuyển pháp môn sau đó có càng nhiều sức mạnh chui vào hắn trong gân mạch rồi, phảng phất là phải đem hắn trong gân mạch mặt khác ba cái linh khí dòng sông cho đè ép ra ngoài. Toàn thân gân mạch thượng đau nhức càng ngày càng kịch liệt, quả nhiên muốn đồng thời tu luyện bốn loại vô thượng công pháp, này vô cùng khó khăn, thậm chí là yếu còn khó hơn lên trời, nhưng Diệp Thần Phong đã là bước ra bước này, hắn tuyệt đối không có khả năng quay đầu lại nữa. Hắn chỉ có thể tiếp tục vận chuyển vĩnh hằng bảo điển pháp môn. Theo thời gian từ từ chuyển rời, Diệp Thần Phong trong miệng hàm răng cắn được càng ngày càng gấp rồi, trên trán của hắn bạo khởi từng cây tráng kiện gân xanh, trên mặt tràn ngập một loại cực hạn cảm giác thống khổ. Càng là vận chuyển vĩnh hằng bảo điển pháp môn, hắn bên trong thân thể càng là thống khổ, trong gân mạch ba cái linh khí dòng sông đối với nguồn sức mạnh này xâm lấn, chúng nó cũng tia không nhượng bộ chút nào. Không muốn thối lui phần sau bước. Diệp Thần Phong chân mày nhíu càng ngày càng gấp rồi, con mắt của hắn, mũi, miệng cùng trong tai, lại đang chảy ra từng tia máu tươi. Chính đang điều tức Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi thấy cảnh này sau, hai người bọn họ không hẹn mà cùng lo lắng, các nàng vẫn cho rằng Diệp Thần Phong là hai loại công pháp đồng thời tu luyện. Lan Nhược tỷ, tình huống của hắn thật giống không quá lạc quan. Hắn sẽ không tẩu hỏa nhập ma chứ? Phương Đoá Nhi thấp giọng hỏi. Tống Lan Nhược lắc lắc đầu, hai loại công pháp đồng thời tu luyện, đây tuyệt đối là vô cùng gian nan, hắn sẽ xuất hiện tình huống như thế cũng là chuyện đương nhiên. Có thể hay không bước ra một bước này muốn hết xem bản thân hắn rồi, nếu như hắn thật sự có thể hai loại công pháp đồng thời tu luyện. Như vậy hắn thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ tăng gấp đôi dâng lên. Phương Đoá Nhi gật đầu nói, lần này hắn thu được là Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa. Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa khẳng định thuộc về là vô thượng công pháp, chỉ cần hắn có thể chống đỡ xuống đi, tương lai thượng giới hội có một chỗ của hắn, trong chúng ta giới thiên tài căn bản vô pháp so với hắn so sánh. Lan Nhược tỷ, ngươi nói hắn rốt cuộc là ai? Tống Lan Nhược nói, thần đế cảnh sơ kỳ thực lực, căn cứ hơi thở của hắn phán đoán, tuổi tác của hắn cũng sẽ không vượt qua chúng ta. Thiên tài như vậy e sợ thượng giới cũng bồi dưỡng không ra chứ. Tại Tống Lan Nhược tiếng nói hạ xuống xong. A hát! Chỉ nghe Diệp Thần Phong trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, một tiếng này gào thét để Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi là đột nhiên cả kinh. Chỉ thấy Diệp Thần Phong cả người lỗ chân lông bên trong đều đang bốc lên rậm rạp chẳng chịt huyết thủy rồi, hắn giờ khắc này nhìn qua cực kỳ khủng bố. Diệp Thần Phong trước đó vẫn là dịch dung, ở dưới loại tình huống này, trên mặt hắn dịch dung trang phục đang chậm chậm biến mất, rất nhanh. Hắn liền khôi phục chính mình nguyên bản diện mạo. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong chân thực diện mạo sau đó Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi lại là sững sờ, Phương Đoá Nhi nghi ngờ nói, hắn rõ ràng dịch dung. Dáng dấp của hắn có chút quen thuộc. Tống Lan Nhược nhắc nhở, thượng giới Hà ra lệnh truy nã. Phương Đoá Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn chính là thượng giới Hà ra muốn thông tập người một trong, ta bây giờ đối với hắn là càng thêm có hứng thú. Hắn vì cái gì có thể khiến thượng giới Hà gia đều phát ra lệnh truy nã? Tống Lan Nhược mày liễu nhăn cho biết, hiện tại tính mạng của chúng ta cùng hắn quấn lấy nhau, chỉ có dựa vào hắn mới có thể sống sót, bây giờ không phải là nói những chuyện này lúc. Phương Đoá Nhi một trận ủ rũ, Lan Nhược tỷ, bên ngoài cái kia chiếc quan tài người bên trong tuyệt đối là hỗn độn thời đại cao thủ, cho dù gia hỏa này đã lấy được Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa. Người nói hắn có thể chiến thắng bên ngoài cái kia chiếc quan tài người bên trong sao? Tống Lan Nhược cười khổ một tiếng, bất kể như thế nào, hắn nhất định muốn trước tiên xông qua trước mắt cửa ải này, bằng không hắn thật sự hội tẩu hỏa nhập ma. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi hoàn toàn là không giúp được Diệp Thần Phong bất kỳ bận bịu. Chỉ thấy, giờ khắc này toàn thân lỗ chân lông bên trong đang bốc lên tiên huyết Diệp Thần Phong, thần sắc của hắn vô cùng thống khổ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Thần Phong cảm giác được ý thức của mình đi tới một vùng không gian kỳ lạ bên trong vùng không gian này một mảnh trắng xóa. Tại vùng không gian này bên phải có một cây đại thụ,
tại đại thụ dưới đáy có một trương bàn đá cùng hai tấm ghế đá. Ngoài ra liền không có bất kỳ chỗ đặc thù rồi. Diệp Thần Phong xoay người bắt đầu quan sát những nơi còn lại rồi. Khi ánh mắt của hắn lần nữa dừng lại ở bàn đá phương hướng lúc. Tại trước bàn đá ngồi một người. Đây là một cái áo dài phiêu phiêu đàn ông trung niên, tại trên bàn đá xuất hiện một bầu rượu. Hắn tự rót tự uống, hoàn toàn không quan tâm Diệp Thần Phong tồn tại. Diệp Thần Phong con mắt hơi híp lại, trước đó Vĩnh Hằng Đại Đế khô, thi khôi phục qua khi còn sống dung mạo. Trước mắt cái này đàn ông trung niên cùng Vĩnh Hằng Đại Đế giống nhau như đúc. Diệp Thần Phong rất rõ ràng chính mình hẳn là tiến vào nơi nào đó ảo giác bên trong, hay là muốn bốn loại công pháp đồng thời tu luyện, phải ở chỗ này tìm tới đáp án. Đi tới trước bàn đá, Diệp Thần Phong tại đàn ông trung niên ngồi đối diện xuống. Đàn ông trung niên rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần Phong, ta có mời ngươi ngồi xuống sao? Thực sự là một cái vô lễ tiểu tử. Diệp Thần Phong đúng mực trả lời, ngươi cũng không có không cho ta ngồi xuống, nhìn ngươi rất tịch mịch, đến ngươi uống một chén. Đàn ông trung niên có nhiều ý vị quan sát Diệp Thần Phong, muốn tu luyện ta Vĩnh Hằng Đại Đế sáng tạo Vĩnh Hằng Bảo Điển, không phải là dễ dàng như vậy, ngươi tin tưởng thế gian này có sống mãi sao? Thế gian vạn vật toàn bộ có một cái thời gian kỳ hạn, bất kể là cường giả tuyệt thế, vẫn là cường hãn yêu thú, tuổi thọ cuối cùng rồi sẽ hội đến phần cuối, thế gian này tất cả mọi thứ đều chạy không thoát vừa chết. Đàn ông trung niên bàn tay vung lên. Chỉ thấy tại Diệp Thần Phong bên cạnh mọc ra một bụi cỏ nhỏ, từ nảy mầm đến trưởng thành đến cuối cùng chết héo, toàn bộ quá trình ở trước mặt hắn bày ra. Tiếp lấy, đàn ông trung niên bàn tay lần thứ hai vung lên. Toàn bộ trắng xóa không gian bỗng nhiên hoàn toàn biến dạng rồi. Chu vi xuất hiện muôn hình muôn vẻ sắc sự vật, có mới vừa xuống đất oa oa khóc lớn trẻ con, có vừa mới sinh ra yêu thú vân vân. Diệp Thần Phong nhìn xem những vật này không ngừng trưởng thành cuối cùng toàn bộ đối mặt tử vong. Ai cũng chạy không thoát vừa chết. Diệp Thần Phong lâm vào một loại cực kỳ cục xúc tâm tình bên trong, hắn dường như trúng rồi một loại nào đó ma chướng bình thường. Đàn ông trung niên cười nói, ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, thế gian này có sống mãi sao? Diệp Thần Phong chậm chạp không hề trả lời, hắn chỉ là ngồi yên tại đàn ông trung niên đối diện, mà đàn ông trung niên tiếp tục cầm chén rượu lên tự rót tự uống lên. Chương 2598, có muốn hay không khuếch đại như vậy? Diệp Thần Phong suy nghĩ rất rõ ràng là bị chu vi biến ảo sự vật cho ảnh hưởng đến. Thế gian vạn vật tất cả trốn bất quá vừa chết. Bất cứ sự vật gì đều có một cái thời gian hạn chế. Trên thế giới này căn bản không có sống mãi. Diệp Thần Phong lâm vào một loại kỳ quái trong suy nghĩ, trong đầu hắn từ từ hiện lên bên trong tiểu thế giới người thân, hắn trong con ngươi ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định, có thể làm cho hắn một đường kiên trì đi cho tới bây giờ, không phải là bên cạnh hắn những người thân kia sao? Hắn đã từng cũng nhiều lần hoài nghi đến cùng có hay không sống mãi. Nhưng cuối cùng vì những người thân này, hắn một lần lại một lần tin chắc nhất định có sống mãi, hắn nhất định có thể đến sống mãi, hắn nhất định có thể để người ở bên cạnh toàn bộ đến sống mãi. Diệp Thần Phong nhìn hướng ngồi ở đối diện đàn ông trung niên, thế gian có hay không sống mãi rất trọng yếu sao? Cho dù không có vĩnh viễn sống thì sao? Ta Diệp Thần Phong để thế gian này có sống mãi. Nó nhất định phải có, cho nên ta hiện tại có thể trả lời ngươi, thế gian này có sống mãi. Đàn ông trung niên tán thưởng nở nụ cười, hảo một câu ngươi muốn khiến nó có sống mãi, nó nhất định phải có, thế giới này ngoại trừ thiên địa là một mực tồn tại bên ngoài, có ai có thể một mực tồn tại. Ta hy vọng ngươi hội là cái thứ nhất. Biết ta sáng tạo công pháp vì sao gọi là Vĩnh Hằng Bảo Điển sao? Biết ta vì cái gì đối Vĩnh Hằng cái từ này ưa thích không rời sao? Vĩnh Hằng bằng với sống mãi, ta lúc trước cũng một mực tại theo đuổi sống mãi, đáng tiếc cuối cùng ta không có đạt thành nguyện vọng này, ta không xứng với Vĩnh Hằng Đại Đế cái tên này. Tiểu tử, đã lấy được của ta truyền thừa sau đó nỗ lực tiếp tục trưởng thành đi. Hy vọng Vĩnh Hằng Bảo Điển có thể ở trong tay ngươi tỏa ra ánh sáng. Vĩnh Hằng Đại Đế bàn tay lần thứ hai vung lên. Diệp Thần Phong ý thức từ từ càng ngày càng mơ hồ. Hắn cảm giác được ý thức của mình tại lui ra cái này ảo giác bên trong rồi. Chỉ có Vĩnh Hằng Đại Đế du du âm thanh, loáng thoáng truyền vào trong lỗ tai của hắn, từ từ con đường trường sinh, từ từ cô độc đi, ai có thể chống đỡ sống mãi.
Diệp Thần Phong nghe không rõ ràng mặt sau Vĩnh Hằng Đại Đế thanh âm rồi, ý thức của hắn về tới bên trong thân thể. Loại kia kịch liệt đau nhức cảm giác lần thứ hai trở về, hắn có thể khẳng định vừa vặn tất cả, hẳn là Vĩnh Hằng Đại Đế lưu lại một tia ý thức. Tuy nói toàn thân gân mạch như trước đau nhức cực kỳ. Nhưng Diệp Thần Phong vận chuyển Vĩnh Hằng Bảo Điển pháp môn, hắn cảm giác được so với trước kia thông thuận rất nhiều. Xem ra tiến vào một lần vừa vặn ảo giác bên trong, đối với hắn mà nói tuyệt đối là có trợ giúp. Cái cỗ này không ngừng tiến vào hắn trong gân mạch sức mạnh, thật sự khi hắn trong gân mạch gạt ra một cái thuộc về không gian của nó đến. Mà xoáy chuyển cho hắn ba mảnh thức hải phía trên cái kia bản cổ tịch Vĩnh Hằng Bảo Điển, căn bản không có yếu dừng lại dấu hiệu. Trái lại tốc độ xoay tròn tại càng lúc càng nhanh, nhanh đến thức hải của hắn thượng phương căn bản không nhìn thấy Vĩnh Hằng Bảo Điển. Ba mảnh thức hải là không ngừng sôi trào, một lần lại một lần nỗ lực muốn đem Vĩnh Hằng Bảo Điển cho bài xích ra ngoài, nhưng này Vĩnh Hằng Bảo Điển lại như là tại Diệp Thần Phong trong đầu chát căn như thế. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Thần Phong trong đầu sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt đau nhức, khiến hắn có một loại cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung. Hắn gân xanh trên trán là càng bạo càng lồi. Ra, trong mi tâm ba mảnh thức hải bốc lên càng ngày càng không bị khống chế. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi nhìn thấy Diệp Thần Phong trên mặt càng ngày càng vẻ mặt thống khổ, hai người bọn họ tâm tư cũng nâng lên, các nàng xem được xuất hiện tại hẳn là đã đến thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong có thể hay không đồng thời tu luyện hai loại công pháp, hẳn là rất nhanh hội thấy rõ ràng rồi. Diệp Thần Phong mi tâm không ngừng có quang mang lấp lóe. Mỗ trong nháy mắt, oanh, 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 một mảnh màu vàng thức hải, một mảnh trắng xóa thức hải cùng một mảnh màu đen thức hải, từ Diệp Thần Phong mi tâm bên trong bỗng nhiên lao ra. Nhìn thấy Diệp Thần Phong trong mi tâm lao ra khỏi ba mảnh vô cùng cường đại thức hải. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi trong nháy mắt sững sờ rồi. Phương Đoá Nhi gập ghềnh trắc trở mà hỏi, Lan, Lan Nhược tỷ, ba mảnh thức hải. Hắn đồng thời tu luyện ba loại công pháp. Tại không có thu được Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa trước, hắn cũng đã hai loại công pháp đồng thời tu luyện. Hắn đến cùng phải hay không người? Tống Lan Nhược cũng có chút không cách nào phục hồi tinh thần lại, hắn thật sự không phải là người, hắn tất cả cũng không có thể dùng bình thường tư duy đến suy đoán, bây giờ hắn ba loại công pháp đồng thời tu luyện. Tương lai hắn hội đến một cái gì độ cao? Nhưng mà, sự tình xa xa còn chưa kết thúc. Một tiếng. Diệp Thần Phong trong gân mạch điều thứ tư linh khí dòng sông rốt cục tạo thành, tại điều thứ tư linh khí dòng sông hình thành sau đó mặt khác ba cái linh khí dòng sông phảng phất cũng đồng ý nó. Trong gân mạch không có lại xuất hiện đè ép tình huống rồi, toàn thân hắn gân mạch thượng đau nhức đang từ từ bình ổn lại rồi. Mà ở mi tâm của hắn bên trong, một điểm ánh sáng màu xanh không ngừng ở trong đó lập lòe, theo thời gian trôi đi, lóe lên trình độ tại càng lúc càng tăng nhanh cùng mãnh liệt. Hắn trong mi tâm được một tầng chói mắt hào quang màu xanh cho hoàn toàn bao trùm lên rồi. Đợi đến hào quang màu xanh tiêu tan sau đó chỉ thấy khi hắn trong mi tâm lại xuất hiện một mảnh màu xanh linh khí dòng sông. Hắn mi tâm bên trên hào quang màu xanh không ngừng lập lòe. Lại là oanh, một tiếng. Một mảnh màu xanh thức hải cũng từ mi tâm của hắn bên trong vọt ra. Màu vàng thức hải, màu trắng thức hải. Màu đen thức hải cùng màu xanh thức hải tổng cộng là bốn mảnh thức hải. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi vẫn không có từ vừa vặn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại đây. Ba loại vô thượng công pháp đồng thời tu luyện, đây đã là để hai người bọn họ kinh ngạc thật lâu không cách nào bình tĩnh, đây chính là ba loại công pháp đồng thời tu luyện A-Hát. Hơn nữa còn bình an vô sự. Bây giờ tại mảnh thứ bốn màu xanh thức hải xuất hiện sau. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi có một loại yếu bất tỉnh đi cảm giác, rốt cuộc muốn không nên khuếch đại như vậy. Rốt cuộc muốn không nên như thế ra súc. 4. Bốn loại vô thượng công pháp đồng thời tu luyện. Trước đó Diệp Thần Phong liền ba loại công pháp đồng thời tu luyện. Hết thảy trước mắt không ngừng kích thích Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi ban đầu nhận thức. Các nàng nguyên bản thế giới quan bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, hai người bọn họ trong con ngươi xinh đẹp không có khiếp sợ. Không có ngạc nhiên, không có bất khả tư nghị. Có chỉ là dại ra, dại ra, dại ra. Các nàng không cách nào hình dung tâm tình của giờ khắc này rồi, có thể nói hai người bọn họ là choáng váng. Trước đó các nàng còn tại phỏng đoán Diệp Thần Phong đến cùng có thể không nhưng đồng thời tu luyện hai loại vô thượng công pháp,
Nhưng kết quả đây, người ta Diệp Thần Phong nguyên bản là đồng thời tu luyện 3 loại vô thượng công pháp. Hôm nay là 4 loại vô thượng công pháp đồng thời tu luyện, hồi tưởng lại lúc trước đàm luận, các nàng thật có một loại muốn xuyên vào khe nứt cảm giác. Nguyên bản tại hai người bọn họ trong mắt, cho dù Diệp Thần Phong lần này có thể đồng thời tu luyện 2 loại công pháp, cho dù có thể bình an rời đi nơi này rồi, chỉ sợ cũng không đấu lại thượng giới Hà gia. Nhưng hôm nay, hai người bọn họ ý nghĩ cải biến, 4 loại vô thượng công pháp đồng thời tu luyện, thế gian này có ai có thể làm được? Hay là tương lai Diệp Thần Phong thật sự có thể đối kháng Hà gia? Đây là Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi bây giờ ý nghĩ, thậm chí các nàng giờ khắc này đối ý nghĩ này là tin chắc không nghi ngờ. Chương 2599, biến cố. Quan tâm khởi điểm đọc sách, thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức, lễ mừng năm mới sau không đoạt lấy tiền lì xì các bạn học, lúc này có thể dương ra thân thủ. Đồng thời tu luyện 4 loại vô thượng công pháp. Diệp Thần Phong bốn phía khí lưu trở nên bạo động không ngừng. Quá rồi tốt, sau một hồi lâu, 4 mảnh thức hải mới trở lại mi tâm của hắn bên trong, chung quanh hắn khí lưu cũng từ từ dẹp loạn. Cảm giác trong mi tâm 4 mảnh an ổn xuống thức hải, cảm thụ trong gân mạch 4 cái chảy xuôi linh khí dòng sông. Diệp Thần Phong là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, 4 loại công pháp đồng thời tu luyện, đây là một kiện có thể để cho tất cả tu luyện người đều điên cuồng sự tình. Bây giờ Diệp Thần Phong lại làm được, lại nhiều tu luyện một môn vĩnh hằng bảo điển, đối với hắn mà nói nhất định là sức chiến đấu tăng lên không ít. Hiện tại không có thời gian cẩn thận đi nghiên cứu vĩnh hằng bảo điển trong đó càng nhiều hơn ảo diệu chỗ rồi, bây giờ hắn liền vĩnh hằng đại đế truyền thừa cũng đã lấy được, hoàn toàn không có tiếp tục lưu lại nơi này cần thiết, hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng rời khỏi nơi này. Tuy nói hắn bây giờ 4 loại vô thượng công pháp đồng thời tu luyện, sức chiến đấu lần nữa tăng lên không ít, nhưng ai biết thiên ưng tu vi tại cái gì tầng thứ? Chiến lực của hắn mạnh bao nhiêu? Diệp Thần Phong cảm ứng hướng xuống đất bên trên lan tràn, hắn lập tức phát giác loại kia từ trong quan tài không ngừng toát ra hồng sắc khí thể, lại đang quy mô lớn hướng về dưới đáy tung bay mà đến rồi. Trước đó Diệp Thần Phong một đường đem thông đạo hai bên vách đá cho đánh bể, chỉnh cái lối đi được đá vụn cho chắn nghiêm nghiêm thật thật rồi. Nhưng kia loại hồng sắc khí thể không phải ngồi không, dễ như ăn cháo liền có thể đem đá vụn cho hóa thành hư vô. Loại kia hồng sắc khí thể cũng có cách trở cảm ứng năng lực, cho nên Diệp Thần Phong cảm ứng không cách nào hoàn toàn lan tràn đến mặt đất thượng. Hắn liếc mắt nhìn Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi, trước mắt muốn rời khỏi nơi này, giải quyết thiên ưng là biện pháp tốt nhất, nhưng hồng sắc khí thể chẳng mấy chốc sẽ xung kích đến phía dưới đến rồi. Hắn hay là dựa vào phòng ngự của mình có thể chống đỡ một quãng thời gian. Nhưng Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi tiếp xúc được hồng sắc khí thể nhất định là chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong nhìn xem chỗ này bên trong cung điện nguyên bản bố trí rậm rạp chẳng chỉ trận pháp, những trận pháp này toàn bộ được phá hư hết. Tại những trận pháp này bên trong không thiếu có các loại phòng ngự trận pháp, nơi này được chính là phá hư trận pháp. Chỉ là hắn bố trí bị phá hỏng rồi. Vận hành trận pháp năng lượng trả ở trong đó. Chỉ cần có thể một lần nữa bố trí, những trận pháp này vẫn có thể bắt đầu vận hành. Tại Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi ngu si dưới ánh mắt, Diệp Thần Phong bắt đầu bắt tay khôi phục trên mặt đất một ít trận pháp. Đối với nắm giữ thâm hậu trận pháp trình độ Diệp Thần Phong tới nói, yếu khôi phục một ít bị phá hỏng trận pháp cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Khi hắn bố trí dưới, nguyên bản bố trí ở nơi này 20 phòng ngự trận rất nhanh bị khôi phục. Đang khôi phục sau đó Diệp Thần Phong lập tức đem này 20 phòng ngự trận cho mở ra, toàn bộ cung điện nhất thời được bao phủ ở từng tầng phòng hộ bên trong. 20 phòng ngự trận mới mở ra không bao lâu. Rất nhiều màu đỏ khí thể liền tuôn ra xuống, hồng sắc khí thể toàn bộ xung kích tại năng lượng phòng hộ bên trên. Này 20 phòng ngự trận cũng không phải phổ thông trận pháp. Hơn nữa nơi này có thể số lượng lớn đủ, cho nên hẳn là có thể chống đỡ những này hồng sắc khí thể một quãng thời gian. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi xem đến lượng lớn hồng sắc khí thể xung kích tại năng lượng phòng hộ thượng, các nàng cuối cùng từ đang thử người phục hồi tinh thần lại rồi, trên mặt là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, các nàng cũng biết loại này hồng sắc khí thể đáng sợ, nếu như không phải Diệp Thần Phong đúng lúc chữa trị nơi này trận pháp, lợi dụng trận pháp chống cự những này hồng sắc khí thể lời nói. Như vậy các nàng hiện tại e sợ đã là được những này hồng sắc khí thể cho đã hòa tan.
Diệp Thần Phong đi tới Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi bên cạnh. Hai nữ nhân này ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Thần Phong, trong lòng các nàng có cảm kích, có khiếp sợ vân. Vân bất đồng tâm tình hỗn hợp. Hai người các ngươi ở lại chỗ này, ta muốn lên bên trên nhìn xem tình huống. Diệp Thần Phong nói ra. Bởi vì hồng sắc khí thể đã cách trở hắn cảm ứng. Hắn hoàn toàn không cảm giác được trên mặt đất bây giờ tình huống, cho nên hắn dự định thượng đi một chuyến. Dứt tiếng. Diệp Thần Phong liền trực tiếp lướt ra ngoài năng lượng bảo vệ bên trong, hắn lấy tư cách chữa trị trận pháp người. Hắn tự nhiên có thể tự do ra vào những này phòng ngự trận rồi. Rời đi tầng phòng hộ nháy mắt, quanh người hắn liền xuất hiện một tầng linh khí phòng hộ, hắn bây giờ linh khí phòng hộ ngược lại là miễn cưỡng có thể chống đỡ những này hồng sắc khí thể. Hiện tại hắn là tu luyện 4 loại phương pháp, nếu như là trước đó tu luyện 3 loại công pháp, hắn thi triển linh khí phòng hộ, muốn chống đỡ những này hồng sắc khí thể chỉ sợ cũng nguy hiểm vô cùng. Mắt thấy Diệp Thần Phong thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Phương Đoá Nhi lo lắng nói ra, Lan Nhược tỷ, ngươi nói hắn sẽ không bỏ lại ta nhóm chứ? Tống Lan Nhược lắc lắc đầu, sẽ không, nếu như hắn yếu bỏ lại ta nhóm. Như vậy hắn không cần thiết lãng phí thời gian chữa trị nơi này trận pháp. Nghe vậy, Phương Đoá Nhi cũng cảm thấy rất đúng, người thoáng an tâm một ít. Mà đang ở Diệp Thần Phong một đường hướng về trên mặt đất lao đi thời điểm. Vĩnh Hằng Hà vực bên ngoài. Những kia không có bị tuyển chọn tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực trong người tu luyện. Bọn hắn đều chả không hề rời đi Vĩnh Hằng Hà vực đây. Thẩm Tu Thiên đứng ở trong góc nhỏ. Hắn mỗi thời mỗi khắc trong lòng đều tràn đầy lo lắng. Diệp Thần Phong chính là của hắn ân công, hắn tự nhiên không hy vọng Diệp Thần Phong có chuyện. Về phần Lão Bạch cùng Lão Hắc đã rời đi Vĩnh Hằng Hà vực chu vi rồi, bọn hắn đối Diệp Thần Phong ngược lại là rất yên tâm, còn nữa bọn hắn cũng không tiến vào được Vĩnh Hằng Hà vực bên trong, cho dù ở lại Vĩnh Hằng Hà vực chu vi, bọn hắn cũng không giúp được Diệp Thần Phong gấp cái gì. Kết quả là, hai người bọn họ liền rời đi. Diệp Thần Phong nhưng là đồ đệ của bọn hắn tuy nói hy vọng Diệp Thần Phong càng ngày càng lớn mạnh, nhưng bọn họ dù sao cũng là Diệp Thần Phong sư phụ A Hát. Bọn hắn cũng phải nỗ lực tăng cao tu vi rồi, bằng không thật sự được đồ đệ của mình đã vượt qua, đây chính là một cái để cho bọn họ chuyện buồn bực. Toàn bộ Vĩnh Hằng Hà vực nguyên bản phi thường bình tĩnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, từ Vĩnh Hằng Hà vực bên trong không ngừng toát ra từng cái bọt khí. Những này bọt khí là liên tục bốc lên. Sát theo đó, tại Vĩnh Hằng Hà vực chung quanh người tu luyện trong đám người, đi ra từng cái người tu luyện, bọn hắn toàn bộ hướng về Vĩnh Hằng Hà vực lao đi, thân thể của bọn họ dĩ nhiên nhẹ nhõm liền tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy. Còn lại người tu luyện thấy thế, bọn hắn cũng dồn dập hướng về Vĩnh Hằng Hà vực xông đi, nhưng bọn họ nhưng vẫn là làm sao cũng không tiến vào được Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy. Có một ít người tu luyện nhìn ra một chút đầu mối, bọn hắn dồn dập mở miệng. Những người này không phải đã từng tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực, sau đó bình an từ Vĩnh Hằng Hà vực bên trong đi ra người sao? Trước đó còn chưa phát hiện, đã từng bình an từ Vĩnh Hằng Hà vực bên trong đi ra người tu luyện, lần này bọn hắn lại toàn bộ đi tới nơi này. Bọn hắn từng cái toàn bộ ánh mắt đờ đẫn, giống như là hoàn toàn mất đi tự chủ năng lực, bọn họ là được lực lượng nào đó khống chế được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phần cường giả muốn ngăn cản những kia ánh mắt trở nên đờ đẫn người tu luyện tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực bên trong, nhưng là những kia ánh mắt đờ đẫn người tu luyện chu vi đều sẽ một tầng năng lượng bảo vệ, coi như là thần đế cảnh trung kỳ cường giả cũng không ngăn cản được. Chương 2600, cùng đường mạt lộ. Quan tâm khởi điểm đọc sách, thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức, lễ mừng năm mới sau không đoạt lấy tiền lì xì các bạn học. Lúc này có thể dương ra thân thủ. Ở đằng kia chút đã từng bình an từ Vĩnh Hằng Hà vực bên trong đi ra người tu luyện, bọn hắn lần nữa toàn bộ tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực bên trong sau. Vĩnh Hằng Hà vực chu vi tràn ngập một loại cổ quái bầu không khí. Mà cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Hà vực bên trong toát ra bọt khí là càng thêm dày đặc, từng tầng đặc thù năng lượng lấy Vĩnh Hằng Hà vực làm trung tâm, tấn mãnh hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng khoách tán. Ở đây những kia đã từng uống qua Vĩnh Hằng chi thủy, hoặc là dùng Vĩnh Hằng chi thủy liệu qua thương người tu luyện, thần sắc của bọn họ trở nên khó coi, đặc biệt là những kia tại thần đế cảnh trung kỳ bên dưới người tu luyện,
bọn hắn cảm giác ý thức của mình đang từ từ mơ hồ, cả người đang chậm rãi mất đi tri giác. Những kia mất đi tri giác người tu luyện, bọn hắn trong con ngươi vẻ mặt cũng biến thành ngốc bản, từng bước một hướng về Vĩnh Hằng Hà vực đi đến, chỉ cần là ánh mắt trở nên khô khan người, bọn hắn toàn bộ có thể thuận lợi tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực bên trong. Thẩm Tu Ngày lông mày chăm chú nhíu, hắn đã từng cũng dùng qua Vĩnh Hằng chi thủy, hắn chỉ cảm thấy có loại sức mạnh muốn khống chế thân thể của mình, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông lập tức thúc chuyển động. Cũng may hắn chính là thần đế cảnh hậu kỳ tu vi, nguồn sức mạnh này chả không cách nào hoàn toàn ảnh hưởng đến hắn. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lông mày của hắn là càng nhăn càng chặt rồi, rất nhiều người tu luyện phảng phất toàn bộ biến thành kéo sợi con rối, bọn hắn ánh mắt khô khan tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực bên trong. Ở đây phàm là dùng qua Vĩnh Hằng chi thủy người, liền ngay cả có một ít thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn cũng mất đi ý thức của mình, tối hậu tiến nhập Vĩnh Hằng Hà vực bên trong. Nhìn thấy trước mặt một màn này Thẩm Tu Thiên, trong lòng của hắn là càng ngày càng lo lắng, tại Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy, Vĩnh Hằng trong thành, những kia tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực người tu luyện, bọn hắn toàn bộ từng cái xuất hiện tại Vĩnh Hằng trong thành. Chỉ thấy bây giờ Vĩnh Hằng bên trong thành là che kín nồng nặc hồng sắc khí thể, nhưng những này hồng sắc khí thể khước như đồng mọc thêm con mắt, sẽ chủ động tránh đi những ánh mắt này khô khan người tu luyện. Thiên ưng màu vàng quan tài dựng đứng lên, cả người quấn đầy tương tự màu trắng băng vải, hắn không hề rời đi quan tài. Xem ra hắn vẫn không có hoàn toàn khôi phục năng lực hoạt động. Thiên ưng thanh âm khàn khàn ở trong không khí vang vọng, tuy rằng chả kém một chút, nhưng ta đã đợi không kịp rồi. Dám cùng ta thiên ưng đối kháng, ta nhất định phải tự tay đem tiểu tử kia cho phần vụn thi thể án đoạn. Chu vi từng cái ánh mắt đờ đẫn người tu luyện, bọn hắn toàn bộ đi hướng thiên ưng, tại khoảng cách thiên ưng khoảng 1 mét khoảng cách lúc. Từng đạo tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, chỉ thấy một cái người tu luyện thân thể toàn bộ nổ tung thành huyết thủy, những này huyết thủy một mạch toàn bộ hướng về thiên ưng tập trung, cuối cùng đưa hắn bao vây ở trong đó. Theo thiên ưng điên cuồng hấp thu những người tu luyện này tiên huyết, quấn chặt lấy toàn thân hắn băng vải bên trên. Thình lình xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Lúc trước từng cái có thể rời đi Vĩnh Hằng Hà vực người, bọn hắn tuy nói ở bề ngoài thực lực tăng lên, nhưng thân thể của bọn họ sớm đã bị thiên ưng cho khống chế. Làm như vậy vì hấp dẫn càng nhiều người tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực bên trong, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng nơi này là một cái cơ duyên. Mãi mãi sông Hằng vực nhiều năm như vậy mới mở ra một lần, đây là thiên ưng không cách nào khống chế, cho nên hắn các loại chờ quá lâu thời gian. Tại Vĩnh Hằng chi thủy bên trong lưu lại chính mình vô số ý thức, cái này cũng là hắn một cái âm mưu. Hắn có thể dựa vào ý thức khống chế một ít người tu luyện đến để cho hắn sử dụng. Nhìn xem chu vi số lượng to lớn người tu luyện, thiên ưng là dùng mãi không hết những người này tiên huyết, lưu lại một nhóm người có thể giúp hắn chuẩn bị một chút chuyện sau này. Dù sao hắn muốn tại bây giờ thời đại quật khởi, hắn yêu cầu một cái thuộc về mình thế lực. Trên trời ưng không ngừng hấp thu lần lượt người tu luyện tiên huyết lúc. Diệp Thần Phong từ dưới mặt đất đi ra. Làm hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau. Hắn trong con người vẻ mặt hơi sững sờ. Mà chung quanh hồng sắc khí thể đột nhiên hướng về hắn tập trung, cái này mặt đất thượng hồng sắc khí thể muốn so dưới mặt đất nồng nặc hơn nhiều. Này làm cho quanh người hắn linh khí phòng hộ cũng bắt đầu trở nên không ổn định lên, lấy xuất hiện ở loại tình huống này, hắn căn bản không đến gần được thiên ưng, hắn linh khí phòng hộ lúc nào cũng có thể hội tán loạn, lại nói thiên ưng chu vi có nhiều như thế người tu luyện tồn tại. Thiên ưng cũng cảm thấy Diệp Thần Phong, hắn bây giờ còn không cách nào nhúc nhích, thanh âm hắn lạnh lẽo nói ra, con vật nhỏ, ngươi cho ta lại chờ một lát. Ta lập tức sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Diệp Thần Phong cau mày nhìn xem cái kia từng cái con ngươi đờ đẫn người tu luyện, nhìn lên trời ưng liên tục hấp thu tiên huyết. Hắn bốn phía linh khí phòng hộ rung động kịch liệt lên, hắn không thể ở nơi này dừng lại. Bằng không linh khí phòng hộ lập tức hội tán loạn rồi. Thân ảnh của hắn lần thứ hai hướng xuống đất bên dưới lao đi. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất về tới bên trong cung điện phòng hộ bên trong, đồng thời cũng có càng nhiều hồng sắc khí thể tại đi xuống dưới xung kích. Khi tiến vào phòng hộ bên trong sau, Diệp Thần Phong không để ý đến Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi, hắn lại bắt đầu chữa trị trên mặt đất trận pháp,
tại cảm nhận được hồng sắc khí thể uy lực thật sự sau, hắn biết 20 phòng ngự trận chả là xa xa không đủ. Lại chữa trị 30 phòng ngự trận, đêm này 30 phòng ngự trận mở ra sau đó Diệp Thần Phong mới xem như là tạm thời dừng tay. Hắn ngay tại chỗ ngồi xuống, trong đầu không ngừng suy tư, tại vừa vặn loại kia dưới tình hình, hắn liều mạng chỉ sợ cũng không cách nào tới gần thiên ưng, cho dù khiến hắn đến gần rồi thiên ưng, e sợ thiên ưng vẫn có thủ đoạn khác. Trọng yếu nhất nơi này là thiên ưng chiến trường, những này hồng sắc khí thể liền đủ để Diệp Thần Phong nhức đầu. Pháp tắc không gian cũng một mực bị hạn chế ở. Chẳng lẽ nói lần này đúng là cùng đường mạt lộ sao? Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi cũng nhìn ra Diệp Thần Phong biểu lộ có điểm không đúng, Tống Lan Nhược hỏi, phải hay không mặt trên chuyện gì xảy ra? Diệp Thần Phong giản lược đem phía trên tình hình nói một lần. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi biểu lộ trong nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ. Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể có nhiều như vậy người tu luyện toàn bộ tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy? Bọn hắn vì sao lại nghe từ phía trên cái kia chiếc quan tài người bên trong? Phương Đoá Nhi khẽ cắn môi. Diệp Thần Phong một lần nữa quan sát chỗ này cung điện, hắn thuận miệng đối với Phương Đoá Nhi giải thích, Vĩnh Hằng Hà vực trong Vĩnh Hằng Chi Thủy có vấn đề, những người kia nghe theo tên kia mệnh lệnh, toàn bộ là bởi vì dùng Vĩnh Hằng Chi Thủy nguyên nhân. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi đột nhiên cả kinh. Sau đó, hai người bọn họ là một trận may mắn, cũng còn tốt các nàng chưa từng dùng qua Vĩnh Hằng Chi Thủy đây. Các nàng nguyên bản ý định về sau có yêu cầu thời điểm lại dùng. Mà thân ở Diệp Thần Phong bên trong tiểu thế giới Thẩm Gia người, bọn hắn trong đó đã từng cũng có người dùng qua Vĩnh Hằng Chi Thủy, chỉ bất quá tiểu thế giới cùng nơi này bị ngăn cản rồi, cho nên thân ở bên trong tiểu thế giới người tự nhiên là không ảnh hưởng tới rồi. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi trầm mặc lại, các nàng đã nhận định lần này là cửu tử nhất sinh rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.